Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 109. Tiểu Thiên Đại Lục. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, cái đồ chơi gì, tu hú chiếm tổ chim khách. Phân thân của Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên, sau đó rất chân thành nói. Đây là thế giới của ta. Tiểu Thiên mở to mắt, sau đó cười tủm tỉm nói. Ta biết rõ à, thế nhưng cái này có quan hệ gì đâu. Ta lại không đoạt của ngươi, ta chỉ là ở chỗ này thôi. Cái này không tốt lắm đâu. Dương Diệp uyển chuyển nói. Tuy nữ nhân này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng để cho nàng ở chỗ này. Nói thực ra, hắn lo lắng. Ta cảm thấy rất khá à. Tiểu Thiên chân thành nói. Ta, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, nữ nhân này là thật khờ hay ngây thơ. Nàng nghe không hiểu ngụ ý của mình, hay nàng giả ngu. Dương Diệp lắc đầu nói. Tiểu Thiên cô nương, ta không quanh co lòng vòng. Ngươi lai lịch thần bí, ta không tín nhiệm ngươi, cho nên không thể để cho ngươi ở chỗ này. Lần này, đã nói trắng ra rồi. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, kéo thanh âm thật dài, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Cái này dễ xử lý à, người tín nhiệm ta không phải tốt rồi sao? Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, hai tay nàng chắp sau lưng, cười tủm tỉm nói. Ta minh bạch, nhân loại tín nhiệm là lẫn nhau, người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tín nhiệm không ta, ta cũng sẽ tín nhiệm ngươi, từ nay về sau, chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, tựa như, tựa như bằng hữu của nhân loại các ngươi, về sau ngươi là bằng hữu của ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, nếu như Tiểu Thiên là giả ngu, diễn kịch, cái kia không thể không nói, hành động của nàng tuyệt đối là vô địch. Thế nhưng nàng nói, kể cả động tác, hết thảy đều phát ra từ nội tâm, ít nhất hắn cảm thấy như vậy. Đơn giản mà nói, hắn cảm thấy Tiểu Thiên trước mắt không phải giả ngây giả dại, nàng thật sự như vậy. Cái này, hắn có chút không biết nên làm như thế nào. Hắn chưa bao giờ gặp qua người có tính cách như Tiểu Thiên. Để cho nàng lăn, tuy nàng nói nàng không biết đánh nhau, nhưng ai biết là thật hay giả, hơn nữa đối phương biểu hiện vô cùng chân thành, nếu như đối phương cường thế, thái độ không tốt, thế thì dễ xử lý rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác thái độ của đối phương vô cùng tốt, Dương Diệp hắn là người ăn mềm không ăn cứng, ngươi tôn kính ta tôn kính ngươi không tôn kính ta giết chết ngươi. Tiểu Thiên đã không có để ý Dương Diệp, nàng nằm ở trước mặt Dương Diệp, hai mắt khép hờ. Tham lam hấp thu linh khí tinh thuần chung quanh. Nàng rất ưa thích ở đây. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, hắn cảm giác được, đối phương là thật sự rất thích ở đây. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên mở mắt nhìn Dương Diệp nói. Ở đây, thật sự rất tốt, không có phân tranh, không có lợi ích, không có thiên đạo, không có dục vọng, hết thảy đều là mới lạ. Ta muốn một mực ở chỗ này, không đi ra ngoài nữa. Được không? Ngươi rất chán ghét thế giới bên ngoài. Tiểu Thiên nàng nhẹ gật đầu. Ở trong tất cả chủng tộc, nhân tộc tham lam nhất, mới đầu, bọn hắn vì cải biến vận mệnh, không ngừng vươn lên, đã sáng tạo ra hệ thống cùng văn minh tu luyện. Nhưng cuối cùng, bọn hắn xâm lược tộc khác, nô dịch tộc khác, bọn hắn cướp đoạt vô số thế giới, rất nhiều thế giới bị phá hủy, bọn hắn hiểu được sáng tạo, nhưng càng giỏi hủy diệt. Kỳ thật không chỉ là nhân tộc. Dương Diệp nói, ta thừa nhận, người nói đều là đúng, nhưng ngoại trừ nhân tộc, tộc khác đều yêu thích hòa bình sao? Tộc khác cũng như thế. Tiểu Thiên thấp giọng nói, cho nên ta chán ghét thế giới bên ngoài. Hiện tại, thế giới bên ngoài, khắp nơi đều có mùi máu tươi, khắp nơi đều có ác niệm, khí tức kia thật sự là quá đáng ghét. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, người ưa thích ở chỗ này, vậy ở chỗ này đi. Kỳ thật. Chỉ cần ở trong Hồng Mông Tháp, hắn sẽ không sợ đối phương làm tay chân gì. Tuy trước kia Hồng Mông Tháp cự tuyệt nàng tiến vào, nhưng cuối cùng hắn câu thông thoáng một phát, Hồng Mông Tháp không ngăn trở nàng nữa. Hiển nhiên, Hồng Mông Tháp cũng cho rằng nàng không có nguy hiểm, bằng không cho dù hắn câu thông, Hồng Mông Tháp cũng sẽ không cho nàng vào. Kỳ thật, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì lần thứ nhất Hồng Mông Tháp muốn ngăn cản Tiểu Thiên. Hắn hỏi qua, nhưng không có được đáp án. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vươn một ngón tay điểm vào trước ngực Dương Diệp nói. Biết không, ta cảm thụ được thiện niệm của ngươi, nhưng thiện niệm của ngươi bị ẩn giấu đi. Bất quá không sao, về sau ta đi theo ngươi, ta
ta dạy cho ngươi làm một người tốt như thế nào. Dương Diệp. Tiểu Thiên nói xong, sau đó đi tới trước mặt Viễn Cổ Đế Mãng, khi thấy hình dạng của Viễn Cổ Đế Mãng, trong mắt Tiểu Thiên hiện lên vẻ đau lòng, nàng muốn thò tay đi sờ, nhưng lúc này Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó kéo nàng lui lại một khoảng cách nói. Rất nguy hiểm. Tiểu Thiên lắc đầu. Không việc gì đâu, nó sẽ không cắn ta. Nói xong, nàng bay tới trước mặt Viễn Cổ Đế Mãng, mà lúc này, Viễn Cổ Đế Mãng mở mắt, nó nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, lệ khí thoáng hiện, nhưng rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, lệ khí biến mất, chuyển biến thành một tia hiếu kỳ. Tiểu Thiên nhẹ nhàng sờ lên đầu Viễn Cổ Đế Mãng, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thả nó được không? Dương Diệp lắc đầu. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không đi tìm nó phiền toái, nhưng nó thiếu chút nữa ăn hắn. Cho nên hắn làm sao có thể đơn giản thả đối phương. Nói thật, nếu không phải nhìn thực lực đối phương không tệ lắm, hắn đã sớm phân thây cho đám thú đại hắc ăn rồi. Nó rất đáng thương. Tiểu Thiên nói khẽ, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Trước kia nó thiếu chút nữa ăn ta. Dương Diệp nói, bất phi sở động. Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Để nó giống như những thú sủng kia của ngươi, thần phục ngươi 5 năm, 5 năm sau, ngươi thả nó tự do, được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên nói. Nếu như ngươi có thể làm cho nó thần phục, ta có thể ở 5 năm sau thả nó tự do. Tốt. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Viễn Cổ Đế Mãng. 5 năm, 5 năm đối với ngươi mà nói, sự tình trong nháy mắt. Đi theo hắn 5 năm, được không? Viễn Cổ Đế Mãng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại nhìn Tiểu Thiên, cuối cùng nó nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, cô bé này thật quỷ dị. Hắn tự nhiên biết rõ, sở dĩ Viễn Cổ Đế Mãng đáp ứng, nhất định là bởi vì Tiểu Thiên. Nàng đến tột cùng có lai lịch gì? Vì sao những yêu thú kia đều cho nàng mặt mũi như vậy? Dương Diệp không hỏi, bởi vì hỏi cũng hỏi không ra. Bất kể như thế nào, Tiểu Thiên coi như là giúp hắn một đại ân, đã có Viễn Cổ Đế Mãng trợ giúp, hắn muốn tới U Ám Xâm Lâm cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù sao đây chính là một tuyệt thế hung thú, đặc biệt là lúc này nó đã thoát khốn. Tiểu Thiên vỗ nhẹ Viễn Cổ Đế Mãng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi đi đi, ta ở trong này dạo chơi một chút. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, trực tiếp bay đi xa xa, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó biến mất. Chỉ cần đối phương ở trong thế giới này, hắn có thể tùy thời tìm được đối phương, có thể nói, mọi cử động của Tiểu Thiên hắn đều biết. Bởi vậy hắn không sợ đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía quan tài trước kia Tiểu Thiên nằm, do dự một chút, hắn đi tới trước quan tài, đưa tay sờ sờ. Lạnh buốt, quan tài giống như dùng băng làm. Kỳ thật đúng là dùng băng làm, nhưng lại có chút không giống. Ở đâu không giống? Mới đầu Dương Diệp không rõ lắm, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ở đâu không giống rồi. Bởi vì thời điểm hắn chuẩn bị nhúc nhích quan tài, hắn kinh hãi phát hiện, quan tài không chút sức mẻ. Dương Diệp bắt đầu dùng sức, nhưng hắn dùng hết toàn lực, quan tài y nguyên không chút sức mẻ. Lực lượng của Dương Diệp mạnh bao nhiêu? Nhục thể của hắn là kỳ nguyên cảnh đỉnh phong, có thể nói. Coi như là một đại sơn hắn cũng có thể dung chuyển, nhưng giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả một quan tài nho nhỏ cũng không thể dung chuyển. Đây là nặng bao nhiêu? Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp lấy ra Táng Thiên, sau đó bổ vào quan tài. Bành! Táng Thiên run lên kịch liệt, Dương Diệp bị chấn ra ngoài mấy ngàn trượng, không chỉ như thế, Táng Thiên trong tay hắn mở đi thoáng một phát. Mà quan tài lại không có chút dấu vết nào. Trầm mặc một cái chớp mắt. Tay Dương Diệp khẽ động, Táng Thiên đổi thành kiếm linh, sau đó hắn đi tới băng trước quan tài, một kiếm chém xuống. Bành! Dương Diệp lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài, lúc này đây, hắn không có nương tay, dùng chính là toàn lực, chính vì như vậy, lực phản chấn quá lớn, làm cho toàn bộ cánh tay phải của hắn chập choạng. Bất quá lúc này hắn không có để ý cánh tay phải của mình, mà nhìn về phía quan tài, ở trên đó xuất hiện một vết kiếm thật nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khẽ gật đầu, nếu như ngay cả kiếm linh cũng không thể phá vỡ quan tài này không khỏi quá kinh khủng đi. Bất quá, cái quan tài này y nguyên khủng bố, kiếm linh chỉ có thể lưu lại một vết kiếm,
hơn nữa vết kiếm còn cực kỳ cạn, đây không phải cứng rắn bình thường a. Nhưng đúng lúc này, cái quan tài kia đột nhiên run lên, ngay sau đó, vết kiếm bị hắn chém ra biến mất. Vô thanh vô tức biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Cái này không chỉ cứng rắn, còn có năng lực tự mình chữa trị. Đây cũng không phải khủng bố bình thường. Lúc này Dương Diệp mới phát hiện, trước kia mình cầm cái quan tài này uy hiếp bầy gấu trắng là buồn cười cỡ nào, có thể nói, dù cho hắn chém, hắn cũng chém không hư cái quan tài này. Rất nhanh, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Bởi vì cái quan tài này là của Tiểu Thiên ở trong thế giới của hắn, đơn giản mà nói, chính là của hắn rồi. Chờ lực lượng thân thể của hắn tăng lên, cái quan tài này trợ giúp hắn sẽ rất lớn. Có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để nện người. Dùng để phòng ngự, ngay cả kiếm linh cũng chỉ có thể chém ra một vết kiếm, thời khắc mấu chốt, hắn trốn vào bên trong, ai có thể phá vỡ cái quan tài này. Mà dùng để nện người, cái quan tài này nặng như vậy, một quan tài xuống dưới, ngay cả thạch nhân đoán chừng cũng bị nện dẹp. Bảo bối a. Tuy cái quan tài này là bảo bối, nhưng hắn lại không thể dùng. Bởi vì lực lượng nhục thể của hắn còn rất yếu, căn bản không cách nào nâng lên cái quan tài này. Bất quá không sao, hắn cảm thấy chỉ cần hắn tu luyện ngũ hành bất diệt thể, thân thể tăng lên tới bất tử bất diệt cảnh, khi đó lực lượng nhục thể của hắn khẳng định có thể sử dụng cái quan tài này. Dùng sức nặng cùng độ cứng của cái quan tài này, xài 10 năm khẳng định sẽ không lạc hậu. Bởi vì không cách nào di chuyển quan tài, bởi vậy Dương Diệp mời Tiểu Thiên ra, Tiểu Thiên biết Dương Diệp muốn cái quan tài này, cũng cực kỳ hào phóng, trực tiếp quan tài bằng cho Dương Diệp, hơn nữa giúp Dương Diệp mang vào trong Hồng Mông Tháp. Độ hào cảm của Dương Diệp đối với Tiểu Thiên thẳng tắp bay lên. Người tốt a. Dương Diệp xác thực là cảm kích, bởi vì cái quan tài này nhất định là bảo bối, mà Tiểu Thiên tự hào phóng đưa cho hắn như vậy, ngay cả lông mày cũng không có nhân thoáng một phát. Thật là người tốt. Coi như người tốt có tốt báo a. Trước kia nếu như hắn trở mặt với Tiểu Thiên, những thứ không nói khác, cái quan tài này nhất định là đừng nghĩ. Thu hồi quan tài bằng băng, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Theo như hắn đoán, u ám xâm lâm hẳn là sắp đến rồi. Sinh mệnh chi thủy. Lần này hắn tới, mục đích là sinh mệnh chi thủy. Nếu lấy được, vậy thì tốt, hắn có thể tạm thời an toàn. Nếu như không lấy được, vậy thì phiền toái lớn rồi. Tuy trước kia cũng bị giảm thọ mệnh, nhưng không phải rất nghiêm trọng, hắn có thời gian đột phá, nhưng lúc này đây, hắn vừa tấn chức hư giả cảnh sử dụng ngân hà kiếm đồ, hơn nữa, tuổi thọ một lần giảm nhiều lắm. Cái này để cho hắn căn bản không cách nào dựa vào tu luyện đến tăng thực lực lên. Vừa tấn thăng đến hư giả cảnh, lại muốn đến bán thần, dù có Hồng Mông Tháp cũng không có khả năng nghịch thiên như vậy. Dù sao tu luyện không phải ăn cơm, nói tấn chức liền tấn chức. Mặc dù có viễn cổ đế mãng gia nhập, nhưng Dương Diệp không dám khinh thường. Ở chỗ này, khắp nơi lộ ra quỷ dị, phàm là ở chỗ này xuất hiện người, yêu thú, không phải cực kỳ cường đại, là cực kỳ quỷ dị. Hơi có chủ quan, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Sau khi đi ước chừng 2 canh giờ, Dương Diệp rốt cục đi ra băng sơn, có lẽ là bởi vì Tiểu Thiên, bởi vậy một đường không có gặp được bất luận nguy hiểm gì, trong lúc này hắn gặp được mấy con gấu trắng. Nhưng mấy con gấu trắng kia chỉ nhìn hắn hằm hằm, không có xuất thủ với hắn. Mà khi hắn ra băng sơn, vụ trướng lại xuất hiện. Hơn nữa so với trước kia càng thêm dày đặc. Vụ trướng. Không thể không nói, đây là một đồ vật cực kỳ chán ghét. Hắn tin tưởng, rất nhiều nhân loại tới nơi này không thể trở về. Một nguyên nhân rất lớn là những vụ trướng này. Vụ trướng có thể ngăn trở ánh mắt, cách trở thần thức, cái này đã tạo thành phiền toái rất lớn. Đặc biệt là một ít người thường xuyên ỷ lại thần thức, tới nơi này, bọn hắn là thực sự trở thành mù loà. Mà những vụ trướng này đối với yêu thú ảnh hưởng lại không lớn, bởi vì chúng sinh trưởng ở chỗ này, đối với vụ trướng đã thành thói quen. Bởi vậy, nhân loại ở chỗ này, là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Đương nhiên, dù không có vụ trướng, nhân loại ở chỗ này cũng không có ưu thế. Tại đây, yêu thú một cái mạnh hơn một cái. Xuất hiện người càng là một cái quỷ dị hơn một cái, theo như Dương Diệp suy nghĩ, hắn cảm thấy chỉ sợ đại thế giới cũng không nhất định khủng bố hơn nơi đây. Trong tràng, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, bước chân nhanh hơn. Mặc kệ ở đây kinh khủng như thế nào, hắn cũng phải đi tới. Ân,
Đi hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, vụ trướng chung quanh vậy mà càng lúc càng mờ nhạt. Bước chân Dương Diệp nhanh hơn, đi không sai biệt lắm nửa canh giờ, hắn phát hiện vụ trướng chung quanh hắn đã như có như không rồi. Mà cùng lúc đó, ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một thôn trang nhỏ, thôn trang không lớn, dựa vào núi mà kiến, đưa mắt nhìn đi, có thể trông thấy hết, phòng ốc trong thôn trang bất quá vài chục tòa, hơn nữa phòng ốc cách nhau khá xa, tựa như có ngăn cách. Trừ đó ra, những phòng ốc này thoạt nhìn cũng rất cổ xưa. Thôn trang. Dương Diệp cau mày, ở chỗ này xuất hiện thôn trang, cái này rất không bình thường a. Có vào hay không? Nhất định là không vào. Lòng hiếu kỳ hại chết ngu íp, hắn không muốn đi tìm đường chết, càng không muốn phức tạp. Nhưng thời điểm Dương Diệp muốn đường vòng, đột nhiên một cánh tay khoác lên vai hắn. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn dừng bước, bất quá hắn không có quay người, trầm ngâm một lúc hắn nói. Làm cái gì? Không có trả lời. Dương Diệp cau mày, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng bàn tay kia đột nhiên dùng sức, một cổ lực lượng thần bí rơi vào trên người hắn, làm cho hắn không cách nào đi về trước nửa bước. Dương Diệp lắc đầu nói. Xin nhờ, nói với ta một câu có khó như vậy sao? Lúc này, bàn tay đặt ở trên vai hắn đột nhiên vươn ngón trỏ chỉ thôn trang kia. Dương Diệp đã minh bạch, đây là muốn hắn đi vào. Đối phương đi theo hắn, mục đích chính là muốn hắn tiến vào thôn trang này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Không tiến vào có được hay không? Trực giác nói cho hắn biết, đi vào khẳng định không có chuyện tốt. Nữ tử thần bí không nói gì, nhưng ngón tay của nàng nhẹ nhàng lắc lắc, hiển nhiên đây là đang nói không được. Bên trong có nguy hiểm không? Dương Diệp lại hỏi. Nữ tử không trả lời, ngón tay cũng không có động. Cái kia chính là nguy hiểm rồi. Dương Diệp trầm mặc, nàng kia cũng không có thúc hắn, nhưng mỗi lần hắn muốn đi, chỉ cần không phải hướng sơn trang, nữ tử sẽ lập tức xuất thủ giữ chặt hắn, để cho hắn không cách nào tiến nửa bước. Các hạ, người muốn ta vào thôn trang làm gì? Người có thể nói tinh tường hay không? Dương Diệp trầm giọng nói. Nữ tử không có trả lời. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người, vô cùng mau lẹ, nhưng sau khi hắn quay người, sau lưng lại không có một bóng người, nhưng quỷ dị chính là, tay nàng y nguyên khoác lên trên vai của hắn. Ngươi đến tột cùng muốn ta tiến vào làm cái gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Không có trả lời, Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không vào. Vạn nhất bên trong là cái bẫy, hắn đi vào chẳng phải nhảy hố sao? Nữ tử không có nói chuyện, tay một mực đặt ở trên bờ vai Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc, hắn đã muốn động thủ rồi, nhưng hắn biết rõ, hắn thua khả năng cực kỳ lớn. Đối phương quá mức quỷ dị, nếu như hắn không thể một kích tất sát đối phương, như vậy tuyệt đối sẽ là ác mộng của hắn, bởi vì nếu như đối phương âm thầm đánh lén, hắn tuyệt đối là ngăn không được. Đặc biệt là dưới tình huống hắn không thể đơn giản thi triển kiếm vực. Không may, cực kỳ không may. Thấy được nữ nhân này, không thể không nói, rất không may. Đánh lại không thể đánh, trốn lại trốn không thoát, hắn có chút khó giải rồi. Rằng co hồi lâu, đúng lúc này, tay của nữ tử thần bí chuyển tới sau lưng, sau đó bắt đầu di chuyển. Viết chữ. Một lát sau, tay ngừng lại, mà lúc này Dương Diệp cũng minh bạch ý đồ của đối phương rồi. Hỗ trợ. Nữ tử ở sau lưng hắn viết hai chữ này. Dương Diệp cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì nữ nhân này đi theo hắn, nhất định là có mục đích, mà hắn không biết đối phương, hiển nhiên đối phương là muốn hắn hỗ trợ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp hỏi. Hỗ trợ cái gì? Tay nữ tử lại động, nhưng chỉ là hai chữ, hỗ trợ. Giúp ngươi chuyện này, về sau ngươi sẽ không đi theo ta nữa đúng không? Dương Diệp hỏi. Nữ tử ở sau lưng Dương Diệp viết một chữ, vâng. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Tốt, giúp ngươi. Nói xong, hắn quay người đi đến thôn trang. Kỳ thật hắn là không muốn giúp, vì cái gì? Trực giác nói cho hắn biết chuyện này khả năng chẳng phải tốt lành gì. Nhưng không có biện pháp, lúc này hắn không giúp cũng phải giúp. Bằng không thì nữ nhân này nhất định sẽ một mực quấn quýt lấy hắn, mà hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì đối phương. Đây là có chút buồn bực. Dương Diệp từng bước một đi về phía thôn trang, cái thôn trang này cho hắn cảm giác. Giống như nữ nhân kia cho hắn, quỷ dị.
một mắt nhìn đi, không có một chút sinh khí, càng không có một chút động tĩnh, khắp nơi lộ ra hoang vu. Tóm lại, là càng xem càng không đúng. Nếu như là ở bên ngoài, hắn hoàn toàn không sợ, nhưng đây là hung vực a. Tại đây, thần giả như cẩu đi đầy đất. Càng ngày càng tới gần thôn trang, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu khởi động, thần sắc đề phòng. Lúc này, hắn đã sử dụng kiếm vực ẩn giấu đi, tuy như thế cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cửa thôn trang. Linh thôn. Trên cửa ra vào viết hai chữ như vậy. Linh thôn. Dương Diệp nhíu mày, sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa mới vào thôn, gió lạnh tập kích qua, tuy gió lạnh, nhưng đối với Dương Diệp lại không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng cơn gió lạnh này lại xuất hiện quá trùng hợp a. Dương Diệp không dám khinh thường, tiếp tục đi về phía trước, trên đường vô cùng yên tĩnh, đã không có gió lạnh, nhưng Dương Diệp nhưng cảm giác được một cỗ hàn ý xâm lãnh. Bởi vì đã không có vụ chướng, bởi vậy Dương Diệp thả thần trí của mình ra ngoài, rất nhanh, thần trí của hắn đảo qua những phòng ốc chung quanh, cuối cùng hắn phát hiện, trong phòng không có người. Thôn không người. Dương Diệp cau mày, đúng lúc này, tay của nữ nhân thần bí lại đặt ở trên vai hắn, sau đó duỗi ra một ngón trỏ chỉ phía trước, ý là muốn hắn tiếp tục đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc này, hắn không ngừng dùng thần thức đảo qua những phòng ốc chung quanh, nhưng đều không có phát hiện bất cứ người hoặc yêu thú nào. Lúc này, hắn đã xác định, cái thôn này, là một cái thôn không người. Hắn rất ngạc nhiên, hiếu kỳ nữ nhân này muốn hắn hỗ trợ cái gì. Thực lực của nữ nhân này, nhất định là không thể nghi ngờ, nếu thực lực của đối phương không mạnh, căn bản không có khả năng sinh tồn ở trong hung vực. Chỉ là, thực lực đối phương đã khủng bố như vậy, vì sao còn cần hắn hỗ trợ? Đối với điểm này, Dương Diệp trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng không có biện pháp, nữ nhân này không có cách nào trao đổi, phải nói đối phương chỉ để cho hắn đi tới, trừ đó ra, căn bản không nhiều lời. Rất nhanh, ở dưới nữ tử chỉ thị, Dương Diệp đã đi ra thôn trang, đi đến đại sơn phía sau thôn trang. Trong lúc này, Dương Diệp hỏi qua nữ tử rốt cuộc muốn làm gì, nhưng không có được đáp lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục đi. Đi một hồi, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này, những cái này là cái quỷ gì? Phía trước là một vách đá, trên vách đá có một vòng tròn phù văn quỷ dị, trong vòng tròn là rất nhiều người ngồi xếp bằng. Vòng tròn phù văn dùng quy luật nào đó xoay tròn, theo phù văn vòng tròn, một tia năng lượng màu nâu đậm không ngừng lao về phía những người kia. Mà Dương Diệp phát hiện, hai mắt những người này đều nhắm, nhưng chưa chết, giống như đang ngủ say. Những người này là người nào? Tại sao bị vây ở chỗ này? Dương Diệp chau mày, mà đúng lúc này, bàn tay kia đột nhiên chuyển qua sau lưng, bắt đầu di động. Cứu. Nữ tử chỉ viết một chữ, là chữ cứu. Dương Diệp nhìn về phía phù văn trên vách đá, trầm mặc. Cứu, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ đơn thuần là cứu, dùng thực lực cổ của nàng kia, hẳn không cần hắn đến hỗ trợ. Nhưng đối phương lại muốn hắn ra tay. Việc này rất không bình thường. Mà đúng lúc này, tay nàng kia lại bắt đầu di động. Cầu. Lúc này đây, nữ tử đồng dạng chỉ viết một chữ, cầu. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó cong nực gòn búng ra, một tia kiếm khí kích bắn đi, nhưng khi kiếm khí cách phù văn còn khoảng 3 trượng, vòng phù văn đột nhiên xoay tròn rất nhanh, ngay sau đó một chùm tia sáng hắn ra, tốc độ của chùm tia sáng cực nhanh, trực tiếp oanh lên kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Kiếm khí ầm ầm nghiền nát, nhưng tia sáng lại không biến mất, trái lại oanh đến trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, oanh ra một quyền, nhưng thời điểm nắm đấm của hắn oanh ra, vòng phù văn đột nhiên cao tốc xoay tròn, ngay sau đó, từng chùm tia sáng như mưa tên bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, sát ý cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó oanh về phía chùm tia sáng. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong thời gian ngắn, Dương Diệp bị chấn về thôn trang lần nữa. Mà khi hắn dừng lại, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, hắn giờ phút này dưới chân, chẳng biết lúc nào xuất hiện phù văn rậm rạp chằng chịt, tựa như phù văn trên vách đá. Thần thức Dương Diệp quét qua, hắn phát hiện mặt đất toàn bộ thôn trang đều là loại phù văn này. Xong. Trong đầu Dương Diệp bay lên ý nghĩ này, quả nhiên,
chút ít phù văn dưới chân hắn cùng vòng phù văn trên vách đá điên cuồng xoay tròn, sau một khắc, vô số chùm tia sáng từ trong vách núi kích xạ ra, cùng lúc đó, toàn bộ linh thôn cũng mãnh liệt bắn ra vô số chùm tia sáng. Những chùm tia sáng này phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ không trung. Những chùm tia sáng này rằng có không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, mới dần dần biến mất, qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, tốc độ những phù văn kia vận chuyển mới khôi phục bình thường. Lúc này, ở vị trí trung ương linh thôn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một quan tài bằng băng. Qua một hồi lâu, nắp quan tài từ từ mở ra, Dương Diệp từ trong đó ngồi dậy. Nhìn thấy những chùm tia sáng kia biến mất, Dương Diệp không khỏi thở dài một hơi, vừa rồi thiếu chút nữa xong đời. Những chùm tia sáng kia uy lực cực kỳ mạnh, mỗi một đạo đều không kém một kích toàn lực của cường giả thần giả cảnh, nếu như không phải vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, hắn để cho Tiểu Thiên giúp hắn chuyển quan tài bằng băng ra, vừa rồi hắn khẳng định đã bị oanh thành cặn bã. Đây là cái phù trận gì? Khủng bố như vậy. Tuy rất ngạc nhiên, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ cái này. Dương Diệp để cho Tiểu Thiên thu quan tài bằng băng vào Hồng Mông Tháp, sau đó xoay người rời đi. Nhưng khi hắn sắp đi ra linh thôn, cánh tay kia đột nhiên lại xuất hiện ở trên vai hắn, không cho hắn đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Ngươi thấy được, cái trận kia căn bản không phải ta có thể ngăn cản. Cho nên thật có lỗi, tuy ta cũng muốn giúp ngươi cứu bọn hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Cánh tay kia bắt đầu viết chữ. Ngươi có thể. Nữ tử viết ba chữ này. Ta có thể cái quỷ a. Dương Diệp có chút căm tức rồi. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã bị oanh thành cặn bã. Xin nhờ, đại tỷ, cầu ngươi, ngươi đi tìm người khác có được hay không? Việc này ta thật sự là bất lực a. Giúp người làm niềm vui, cũng phải nhìn tình huống a. Việc này nói rõ vượt ra khỏi năng lực của hắn. Nếu không phải bởi vì có quan tài, vừa rồi hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bất quá thông qua sự tình lúc này đây, hắn phát hiện quan tài so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn. Ở dưới nhiều tia sáng oanh kích như vậy, cái quan tài này một chút việc cũng không có. Xác thực là một siêu cấp bảo bối. Trong chàng trầm mặc một hồi, tay nàng kia lại bắt đầu di động. Lúc này đây là ba chữ, có lợi ích. Có lợi ích. Dương Diệp nao nao, hắn không nghĩ tới đối phương bắt đầu hấp dẫn hắn. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp lắc đầu nói. Cái này không liên quan gì tới chỗ tốt, thật sự, nếu như đủ khả năng, miễn phí giúp ngươi thoáng một phát cũng không có vấn đề, nhưng việc này đã vượt ra khỏi năng lực của ta. Ân, cái kia, ngươi nói chỗ tốt là chỗ tốt gì? Ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Lúc này tay nữ tử lại bắt đầu động. Thời gian dần trôi qua, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Bởi vì cô gái này nói chỗ tốt còn lớn hơn cái quan tài kia. Còn tốt hơn quan tài bằng băng. Không thể không nói, Dương Diệp có chút động tâm rồi. Cái quan tài này cường đại, hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Mà bây giờ đối phương lại nói chỗ tốt còn lớn hơn quan tài, đây chẳng phải là nói, cái bảo bối kia đã có thể so với kiếm linh rồi. Phải biết. Cái quan tài này cũng chỉ kém kiếm linh một chút mà thôi. Bảo vật siêu việt phẩm giai. Dương Diệp xác thực rất động tâm. Thế nhưng phù trận kia, quá kinh khủng a. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp vẫn lắc đầu, mặc dù bảo vật tốt, nhưng có mệnh dùng mới được a. Phù trận kia xem xét chính là một siêu cấp đại năng lưu lại, dùng thực lực của hắn bây giờ, hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra cũng không nhất định có thể phá vỡ. Chính yếu nhất là... Chung quanh nơi này đều là phạm vi phù trận, một khi hắn xuất thủ, những phù trận này đều sẽ khởi động. Đúng lúc này, cánh tay kia đột nhiên buông lỏng bả vai Dương Diệp ra. Trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng, đối phương đây là buông tha. Nhưng đúng lúc này, một hạt châu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó Dương Diệp còn không thấy rõ ràng, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn lại đột nhiên xoay tròn, hạt châu trực tiếp bị hút vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp sửng sốt. Tâm thần hắn vội vàng chìm vào cơ thể, vừa mới tiến vào Hồng Mông Tháp, hắn liền thấy được Tiểu Thiên, mà hạt châu vừa rồi lúc này đang phiêu phù ở trước mặt Tiểu Thiên. Dương Diệp nhìn thoáng qua, lúc này Tiểu Thiên đang tinh tế dò xét hạt châu, sau đó ánh mắt rơi vào trên hạt châu kia, hạt châu to cỡ nắm tay, toàn thân tản ra lưu quang trắng noãn, có chút giống như Dạ Minh Châu ở thế tục. Nhìn từ ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng ngay cả Hồng Mông Tháp cũng không tiếc chủ động đoạt đồ vật kia. Sẽ là hạt châu bình thường sau. Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi.
Linh Châu, Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Người từ nơi nào lấy được, vật này là đồ tốt à? Thứ tốt, có tác dụng gì? Dương Diệp vội hỏi. Nghe qua Linh Mạch chưa? Tiểu Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tự nhiên nghe qua. Vậy ngươi biết rõ Linh Mạch mạnh nhất là Linh Mạch gì không? Tiểu Thiên lại hỏi. Linh Mạch tuyệt phẩm. Dương Diệp hỏi. Trước mắt hắn biết Linh Mạch tốt nhất là Linh Mạch tuyệt phẩm. Tiểu Thiên lắc đầu. Là Linh Châu. Đây là Linh Mạch. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu nói. Nó không phải Linh Mạch bình thường, nó là Linh Châu, hơn nữa còn không phải Linh Châu bình thường. Vừa rồi ta nhìn một chút, trong này có được linh khí tương đương với một đại thế giới. Linh khí của một đại thế giới. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Tiểu Thiên nói. Ngươi không có nói đùa chứ? Một hạt châu như vậy, bên trong có được linh khí của một đại thế giới. Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nói. Khả năng còn không chỉ như vậy. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Thiên lại nói. Ngươi biết rõ trình độ chân quý của linh khí sao? Đặc biệt là đạt tới thần giả, bọn hắn muốn đột phá, cần linh khí là cực kỳ khổng lồ, mà cường giả trên thần giả càng không cần phải nói. Bọn hắn muốn tăng lên, ít nhất cần linh khí của mấy chục thế giới mới được. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì mọi người muốn tranh đoạt thế giới, bởi vì thế giới càng nhiều, cơ hội bọn hắn tấn chức lại càng lớn. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Có hạt châu này, có thể nói, về sau trong một đoạn thời gian rất dài, người không cần lo lắng vấn đề linh khí. Linh khí. Dương Diệp hơi có chút thất vọng, đối với linh khí, hắn không quá để ý, hắn càng để ý chính là đồ vật có thể tăng thực lực như kiếm linh cùng quan tài bằng băng. Giống như biết Dương Diệp suy nghĩ, Tiểu Thiên lại nói. Biết không, chuôi kiếm của ngươi cùng quan tài cộng lại, cũng không chân quý bằng hạt châu này. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Tiểu Thiên mỉm cười. Ngươi căn bản không biết, về sau ngươi sẽ cần linh khí cỡ nào, về sau linh khí chính là mệnh của các ngươi. Linh khí không phải rất nhiều sao? Dương Diệp nói. Là rất nhiều. Sắc thái trong mắt Tiểu Thiên đột nhiên mở đi. Thế nhưng lại nhiều, cũng chịu không được nhân loại cùng các tộc điên cuồng cướp đoạt. Các ngươi, kể cả chủng tộc khác, tìm ở thế giới này không có, liền đổi một thế giới, linh khí không phải vô cùng vô tận. Cuối cùng có mất ngày triệt để biến mất. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Người bái kiến thế giới không có linh khí sẽ như thế nào chưa? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên nói. Ngươi không phải mất ký ức sao? Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhiều thứ, sẽ không hề dấu hiệu xuất hiện ở trong đầu ta. Dương Diệp. Thế giới không có linh khí, giống như sa mạc, rất hoang vu, rất thê thảm. Tiểu Thiên nói khẽ. Tiền nhân hưởng phúc, hậu nhân gặp nạn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, tiểu cô nương này, có chút trách trời thương dân. Lúc này, Tiểu Thiên đẩy hạt châu tới trước mặt Dương Diệp nói. Hảo hảo cất nó, đây là cơ duyên của ngươi. Hạt châu này không chỉ linh khí đơn giản như vậy, nó còn có rất nhiều tác dụng khác, về sau ngươi sẽ từ từ phát hiện. Nói xong, nàng quay người, nhẹ nhàng bay xa. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, bởi vì cánh tay kia lại đặt lên bả vai hắn, hơn nữa nhẹ nhàng đẩy hắn thoáng một phát, hiển nhiên là đang gọi hắn nhanh cứu người. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào mang Linh Châu đi ra, Hồng Mông Tháp sợ hắn trả Linh Châu lại cho đối phương. Hố người a! Hồng Mông Tháp đoạt hạt châu rồi, sự tình cứu người lại để hắn đi làm. Cứu người! Này là một vấn đề lớn. Nếu như ở trước kia, hắn có thể tuyển chọn không cứu, nhưng bây giờ, hắn không cứu cũng phải cứu a. Ai bảo Hồng Mông Tháp thu hạt châu của người ta chi? Nhưng vấn đề là, cứu như thế nào? Một khi phù trận bị kích hoạt, hắn còn không tới gần vách núi, đã bị oanh thành cặn bã. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Ta trước nghĩ biện pháp, được không? Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, tay nàng kia nhất thời rời khỏi bờ vai của hắn. Hiển nhiên nàng nguyện ý cho hắn thời gian. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong thân thể, sau đó bắt đầu cùng Hồng Mông Tháp trao đổi. Lão huynh, người thu hạt châu của người ta, không thể tụ thủ bàng quan a. Nghĩ biện pháp cứu người đi. Hồng Mông Tháp không có hưởng ứng. Dương Diệp lại nói. Ngươi cũng thấy đấy,
Cái đồ chơi kia, ta một người gánh không nổi a. Cho nên, ngươi cũng ra chút lực nha. Vẫn không có hưởng ứng. Mặt Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, sau đó nói. Ngươi không xuất lực cũng được, trả hạt châu lại cho người ta, như vậy chúng ta đều không cần xuất lực. Vẫn không có hưởng ứng. Dương Diệp thử lấy hạt châu ra, nhưng hạt châu kia lại không đi, hiển nhiên là Hồng Mông Tháp động tay chân. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Con mẹ nó, cầm chỗ tốt lại không muốn xuất lực, này không phải đùa nghịch vô lại sao? Mặc kệ hắn nói như thế nào, Hồng Mông Tháp cũng không hưởng ứng. Cuối cùng, không đường chọn lựa, Dương Diệp chỉ có thể bỏ cuộc đánh chủ ý ra hỏa này. Sau đó tìm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhìn vòng tròn phù văn rất lâu, sau đó rất chân thành nói với Dương Diệp. Đợi ngươi đến thần giả, không sai biệt lắm có thể phá vỡ nó. Nói xong, nàng bỏ chạy vào trong Hồng Mông Tháp. Bên ngoài, Dương Diệp hóa đá tại nguyên chỗ. Thần giả, hắn cũng biết đến thần giả có thể phá vỡ a. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ mới hư giả cảnh. Cách thần giả còn chênh lệch 2 cấp A. Mà bây giờ, không cứu người khẳng định là không được, cầm chỗ tốt của người ta, lại không cứu người, này như thế nào cũng nói không được A. Hơn nữa người ta khẳng định sẽ không khách khí với ngươi. Thế nhưng người phải cứu như thế nào? Cũng may trời xanh không phụ khổ tâm nhân, Dương Diệp rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp. Dương Diệp đến dưới vách đá, nhìn vòng tròn phù văn rất lâu. Tay phải hắn điểm tới, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay kích xạ ra, tốc độ của kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt oanh lên vòng tròn phù văn. Một chùm tia sáng bắn ra, trong nháy mắt oanh nát kiếm khí của Dương Diệp, cùng lúc đó, vô số đạo quang mang từ trong vòng tròn phù văn bắn ra. Không chỉ như thế, trong thôn cũng đột nhiên xuất hiện tia sáng rậm rạp chằng chịt, toàn bộ tia sáng đều kích xạ về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Sau đó gọi Tiểu Thiên thả quan tài bằng băng ra, hắn trực tiếp trốn vào trong quan tài. Oanh oanh oanh! Bên ngoài, từng tiếng vang lớn quanh quẩn. Khoảng chừng qua một thời gian, Dương Diệp từ trong quan tài ngồi dậy, lúc này vòng tròn phù văn đã khôi phục bình thường. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp bấm tay, một tia kiếm khí hiện ra, kích bắn về phía phù văn. Làm xong hết thảy, hắn lại vội vàng nằm vào. Bên ngoài, trận pháp khởi động. Vô số đạo quang mang lần nữa xuất hiện. Mà khi hết thảy đều khôi phục bình thường, Dương Diệp lại nhảy ra, sau đó phát động kiếm khí, thúc động trận pháp, tiếp theo, hắn lại trốn vào. Tiêu hao. Dương Diệp nghĩ được biện pháp là tiêu hao. Trận pháp là chết, có thời điểm hao tổn hết linh khí, đặc biệt này phù trận, tuyệt đối là cực kỳ tiêu hao linh khí. Hắn cần phải làm là hao hết sạch linh khí trong đó, đợi linh khí bên trong bị hao hết sạch. Trận pháp này liền phế rồi. Không thể không nói, biện pháp này có chút vô lại, hơn nữa rất hao tổn thời gian, nhưng không có biện pháp, hắn có thể nghĩ đến đúng là biện pháp này. Bởi vì dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào ngạnh kháng trận pháp kia. Kỳ thật, biện pháp này cũng chỉ có hắn có thể dùng. Bởi vì hắn có quan tài bằng băng có thể kháng trụ trận pháp công kích, bằng không thì thay người khác đến, trừ khi thực lực đạt tới trình độ của người bày trận. Bằng không thì muốn ngạnh kháng. Dù sao hắn cảm thấy, dù thạch nhân ở Thạch Sơn đến, khẳng định cũng chơi không nổi trận pháp này điên cuồng tấn công. Mà quan tài đá lại có thể. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, lúc hắn trốn ở bên trong, công kích bên ngoài căn bản cảm thụ không đến. Dù một chút chấn động cũng không có. Phòng ngự này quá kinh khủng. Lúc này, hắn càng thêm hiếu kỳ thân phận cùng lai lịch của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên biết rõ rất nhiều chuyện. Nhiều vô số, hơn nữa nàng muốn biết ai thì có thể biết ai. Này so với quan tài bằng băng phòng ngự còn muốn khủng bố. Bất quá cũng may, bây giờ năng lực này của nàng, giống như ra chút vấn đề, chỉ có thể biết đại khái, bằng không thì kinh khủng hơn rồi. Bởi vì ai ở trước mặt nàng, đều sẽ giống như trong suốt. Đáng sợ nhất là, những yêu thú kia cực kỳ cho nàng mặt mũi. Cho dù cao ngạo như viễn cổ đế mãng cũng cho nàng mặt mũi. Phải biết, gia hỏa này ở dưới Hồng Mông Tháp trấn nhiếp cũng không tuyển chọn đầu hàng. Nhưng nàng nói một câu, liền để đế mãng cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Bất kể thế nào, hắn cảm thấy, cùng đối phương đánh tốt quan hệ là không sai. Bên ngoài đã không có động tĩnh, Dương Diệp lại bò ra, sau đó nhìn về phía vòng tròn phù văn, lúc này vòng tròn phù văn đã mở đi một ít, thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, hắn biết rõ, phương pháp của mình hữu hiệu.
Kỳ thật, trước kia hắn vẫn có chút lo lắng trận pháp này có thể tự động cung cấp linh khí, nếu là như vậy, vậy thì ngượng ngùng rồi. Cũng may trận pháp này không phải, cũng chính là nói, chỉ cần hắn tiêu hao nhiều vài lần, trận pháp này sẽ phế. Nghĩ liền làm, Dương Diệp bấm tay liên đạn, một tia kiếm khí kích xạ ra, như trước kia, kiếm khí còn chưa tới trước mặt vòng tròn phù văn liền bị chùm tia sáng oanh thành hư không. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vàng trốn vào trong quan tài. Oanh oanh oanh, bên ngoài, truyền tới từng tiếng vang lớn, kỳ thật tiếng vang lớn này đều bởi vì chùm tia sáng oanh ở trên quan tài bằng băng tạo thành, nhưng Dương Diệp nằm ở trong quan tài một chút cảm giác cũng không đến, chỉ có hắn tinh tế cảm thụ, mới có thể cảm nhận được một chút chấn động. Này một khắc, Dương Diệp cảm thấy, cái gì thiên ma bá thể, ở trước mặt quan tài đá đều là cặn bã. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là, bây giờ lực lượng của hắn không đủ, còn không thể động quan tài đá, bằng không thì về sau cùng người giao thủ, một quan tài xuống dưới, tuyệt đối nện dẹp đối phương. Này tuyệt đối là lợi khí nện người. Qua không sai biệt lắm một khắc, Dương Diệp lại từ trong quan tài bò ra, lúc này vòng tròn phù văn so với trước càng thêm mờ nhạt. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, hắn biết rõ, linh khí trong trận pháp này khẳng định sắp hết. Tiếp tục, Dương Diệp lần nữa phát ra một đạo kiếm khí. Cứ như vậy, khoảng chừng qua nửa giờ, khi Dương Diệp lần nữa phát ra một đạo kiếm khí oanh lên vòng tròn phù văn, ở dưới nhìn Dương Diệp chăm chú, cả vách núi run rẩy kịch liệt, mặc dù những vòng tròn phù văn kia y nguyên còn tồn tại, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Dương Diệp biết rõ, linh khí trong phù trận đã tiêu hết sạch. Lúc này những người treo lơ lửng ở trên vách đá kia đột nhiên rơi xuống. Không cần nói, là nữ tử thần bí kia xuất thủ. Dương Diệp đánh giá những người kia, những người này có chút không giống người bình thường, ngoại trừ cách ăn mặc, còn có đặc thù bên ngoài, hắn cũng không cách nào xác thực bày tỏ ở đâu không giống, dù sao những người này cho hắn cảm giác không phải người bình thường. Dương Diệp không có nhìn nhiều, hắn xoay người rời đi. Người đã cứu được, hắn cũng không muốn đi tham gia sự tình khác, bây giờ vội vã rời đi. Đối với hắn mà nói, nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện. Mà thời điểm hắn muốn rời khỏi thôn, cánh tay kia đột nhiên lại xuất hiện ở trên vai của hắn. Dương Diệp dừng bước, cười khổ nói. Đại tỷ, người ta đã cứu được, người còn muốn ta làm cái gì? Tay nữ tử chuyển qua sau lưng của hắn, sau đó bắt đầu viết chữ. Chỉ có một chữ cứu. Ta không phải đã cứu được sao? Dương Diệp nói. Nữ tử lại bắt đầu viết chữ, nhưng vẫn là chữ cứu. Viết xong, nữ tử bắt lấy bả vai Dương Diệp kéo đi. Rất nhanh, Dương Diệp lại tới vị trí vừa rồi. Lúc này hắn hiểu được ý tứ của nữ tử. Những người này đều nằm trên mặt đất, mặc dù còn thở, nhưng không có tỉnh. Nữ nhân này là muốn hắn cứu tỉnh những người kia. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta có thể thử một lần, nhưng ta không chắc chắn nhất định có thể cứu tỉnh bọn hắn. Nếu như không cứu được, người đừng có kéo ta. Tay nữ tử nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, giống như cổ vũ. Dương Diệp gật đầu, sau đó đến trước mặt một tiểu nữ hài, tay phải hắn đặt ở trên đầu tiểu nữ hài, ngay lập tức, hồng mông tử khí trong thân thể chậm rãi xâm nhập đại não của đối phương. Hắn không biết những người này làm sao, nhưng hắn biết rõ, nếu như hồng mông tử khí cũng không cách nào để những người này thanh tỉnh, như vậy những người này căn bản là không cứu được. Bất quá cũng may, qua không sai biệt lắm 10 tức, lông mi của tiểu nữ hài đột nhiên chuyển động, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vàng tăng lớn hồng mông tử khí, rất nhanh, tiểu nữ hài mở mắt. Tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Diệp, cuối cùng nàng đột nhiên thò tay nắm tay Dương Diệp, lên tiếng nói. Ca ca, ca ca, nghe hai chữ này, trong nội tâm Dương Diệp ấm áp, một khắc này, hắn nghĩ tới tiểu giao. Dương Diệp mỉm cười nói. Không sao rồi. Tiểu nữ hài gắt gao bắt lấy tay Dương Diệp, sợ hắn rời khỏi. An ủi tiểu nữ hài một hồi, Dương Diệp bắt đầu trị liệu cho những người khác. Như vậy, qua nửa canh giờ, tất cả mọi người đã thanh tỉnh. Trước mặt Dương Diệp, là một lão đầu râu dài, lão đầu nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi là nhân loại. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão đầu nói. Đừng nói các ngươi không phải nha. Lão đầu lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Vậy ngươi là cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Lão đầu không có trả lời, hắn nhìn Dương Diệp rất lâu,
đột nhiên tay hắn đặt lên bờ vai Dương Diệp, tốc độ nhanh chóng, Dương Diệp cũng không phản ứng kịp. Khi tay lão đầu đè ở trên bờ vai Dương Diệp nhất thời cảm giác một cổ lực lượng thần bí trùng kích về phía đại não của hắn, ngay lập tức đầu trầm xuống, cả người hôn mê. Người tốt, làm không được à? Này là ý niệm cuối cùng của Dương Diệp. Không biết qua được bao lâu, Dương Diệp thong thả mở mắt. Ngươi đã tỉnh. Lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên ở bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là tiểu nữ hài trước kia hắn cứu. Tiểu nữ hài không sai biệt lắm chỉ có 13-14 tuổi, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng còn chút ít non nớt. Nàng mặc một trường bào màu trắng, ở dưới trường bào làm nổi bật, nàng lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Hai mắt Dương Diệp hơi híp, tra xét thân thể của mình thoảng một phát, phát hiện không có gì dị dạng. Rất lâu, hắn mở hé con mắt nhìn về phía tiểu nữ hài nói. Vì cái gì lão đầu kia xuất thủ với ta? Ngươi nói là Mạc Gia Gia à? Tiểu nữ hài lộ ra dáng tươi cười sán lạn. Mạc Gia Gia nói tinh thần ngươi căng cứng, cần nghỉ ngơi thoáng một phát, ngươi ngủ rất lâu, ngủ khoảng chừng 2 ngày. Nghỉ ngơi một chút. Nghe nói như vậy, thần sắc Dương Diệp khẽ buông lỏng, nguyên lai đối phương không phải muốn xuất thủ với hắn. Tinh thần căng cứng, kỳ thật đối phương cũng nói đúng. Từ khi đến hung vực, tinh thần của hắn vẫn bó chặt, không phải một tc đoạn thời khắc, mà thời khắc khác đều bó chặt. Đối phương nói đúng, hắn xác thật cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng ở hung vực, hắn làm sao dám nghỉ ngơi? Đó là ngại mệnh dài mới dám nghỉ ngơi. Lúc này, tiểu nữ hài kéo tay Dương Diệp nói. Mạc Gia Gia nói, đợi ngươi tỉnh, liền mang ngươi đi gặp hắn. Dương Diệp nhìn về phía tiểu nữ hài, sau đó cười nói. Ngươi tên là gì? Tiểu Vũ. Tiểu nữ hài cười cười. Dương Diệp vuốt vuốt đầu tiểu Vũ nói. Đi, chúng ta đi gặp Mạc Gia Gia của ngươi. Dương Diệp cùng tiểu Vũ rời khỏi căn phòng, ở dưới tiểu Vũ dẫn dắt, hai người đến một gian đại điện thoạt nhìn rất rách nát. Trong đại điện, Dương Diệp thấy lão đầu lúc trước. Tỉnh rồi sao? Lão đầu mỉm cười. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Tiền bối, có nhiều chuyện vốn ta không muốn biết, nhưng bây giờ, ta có chút muốn biết rồi. Hắn có quá nhiều nghi vấn. Ví dụ như, nữ tử thần bí kia là ai, những người trước mắt này là ai, vì cái gì bọn hắn ở trong hung vực, vì cái gì lại bị người phong ấn. Đều là nghi vấn, hắn biết rõ, lão đầu trước mắt này có thể cho hắn đáp án. Lão đầu trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Chúng ta không phải nhân tộc, mà là linh tộc. Linh tộc. Dương Diệp nhíu mày. Ta không nghe qua, đại thế giới sao? Đại thế giới. Lão giả nao nao, lập tức lắc đầu nói. Chúng ta xác thật đến từ đại thế giới, nhưng không phải đại thế giới của các ngươi. Hai mắt Dương Diệp hơi híp. Tiền bối các ngươi không phải người ở vũ trụ này. Mặc lão mỉm cười. Việc này đã không trọng yếu. Ngươi nghe ta nói xong lại hỏi. Chúng ta là người linh tộc, bởi vì một sự tình, chúng ta bị đưa đến chỗ này, cuối cùng một vị cường giả biết được tin tức, hắn vì thu một bảo vật trên người chúng ta, nên phong ấn toàn bộ chúng ta. Thật lâu trước kia, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn sẽ đến tìm chúng ta hỏi, nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì, hắn không đến nữa. Phong ấn một thời gian dài, chúng ta không thể không để mình lâm vào ngủ say, dùng cái này đến bảo tồn năng lượng trong thân thể mình. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó nói. Cuối cùng chúng ta biết, kéo xuống như vậy, không phải biện pháp, bởi vì chúng ta có khả năng bị phong ấn đến chết. Vì vậy Linh Nhi tự hủy thân thể, thoát khỏi trận pháp, sau đó đi ra bên ngoài tìm biện pháp giải cứu chúng ta. Linh Nhi, Dương Diệp nói, chính là nữ tử đến tìm ta. Lão đầu gật đầu nói, chính là nàng. Nói đến đây, trong mắt lão đầu có chút thống khổ. Nàng là thiên tài kiệt xuất nhất của chúng ta, cũng là trời sinh linh thể trong vạn không một, nếu như nàng không hủy thân thể, tương lai của nàng không thể hạn lượng. Thế nhưng không có biện pháp, bởi vì chỉ có nàng sau khi hủy nhục thể của mình, còn có thể dùng hồn thể tồn tại một thời gian dài. Nàng là hồn thể. Dương Diệp nhíu mày. Cho dù nàng là hồn thể, cũng không có khả năng để ta xem không thấy a. Nàng là trời sinh linh thể. Lão đầu nói. Linh này. Thoát khỏi ngũ hành, càng siêu thoát âm dương, ngoại trừ người chết chính thức, chỉ có người thực lực cực kỳ cường đại mới có thể gặp nàng. Người thực lực không đủ, lại càng không phải người chết, cho nên nhìn không tới nàng,
Nguyên lai như thế. Dương Diệp gật đầu, lại nói. Tiền bối, có một chuyện ta không rõ, cường giả phong ấn các ngươi kia, thực lực của hắn nhất định vượt xa các ngươi. Đã như vậy, vì cái gì các ngươi không giao bảo vật cho hắn, dùng cái này đổi lấy tộc nhân hòa bình. Lão đầu mỉm cười nói. Nếu như chúng ta giao ra, bây giờ ngươi đã nhìn không thấy chúng ta. Giết người diệt khẩu. Dương Diệp đã minh bạch. Lúc này lão đầu lại nói. Nếu như giao ra, có thể đổi lấy tộc nhân bình an, ta sẽ không lưu bảo vật kia làm gì, bảo vật lại chân quý, cũng không chân quý bằng tánh mạng tộc nhân, càng không chân quý bằng linh nhi. Nhưng ta rõ ràng, nếu vật ấy rơi vào trong tay hắn, hắn chuyện thứ nhất cần làm là tru sát chúng ta. Bởi vì nếu chuyển đi, hắn sẽ phiền phức không ngừng. Cái bảo vật kia là Linh Châu, phải không? Dương Diệp nói. Lão đầu nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Nàng cho ngươi rồi. Dương Diệp gật đầu. Lão đầu khổ sở cười cười. Kỳ thật, ta đã đoán được. Tiền bối sẽ không lấy về chứ. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão đầu nói. Lão đầu cười cười nói. Nếu như muốn lấy, trước kia đã lấy rồi. Ta cũng không quá cần nó. Dương Diệp cười nói. Thọ mệnh của ngươi tựa hồ. Lúc này lão đầu đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Lần này đến hung vực, là đi u ám xâm lâm tìm sinh mệnh chi thủy. Ngươi muốn đi u ám xâm lâm. Lão đầu nhíu mày nói. Như thế nào? Dương Diệp nói. Lão đầu trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói. Tiểu tử, nói thật, dùng thực lực của ngươi, có thể đi đến chỗ này, thật sự đã là kỳ tích. Tiền bối, hung vực này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Vì cái gì các ngươi không đi ra ngoài? Dương Diệp hỏi. Đối với hung vực, hắn thật sự hiếu kỳ. Chỗ này, thật sự quá quỷ dị. Lão đầu lắc đầu. Tham lam, là nguồn gốc của tội lỗi. Này là chúng ta đáng bị, chỉ là đáng thương mấy cơ tiểu gia hỏa, phải chịu tội với chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta không thể cho ngươi biết quá nhiều, bởi vì cái kia đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Ngươi muốn đi u ám xâm lâm, ngươi có thể đi đến chỗ này, muốn tới đó hắn sẽ không quá khó. Chỉ là ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ một điểm. Nói đến đây, thần sắc lão đầu vô cùng ngưng trọng. Không được qua Hoàng Tuyền. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày, Hoàng Tuyền này, hắn không chỉ một lần nghe được. Trước kia trên đường gặp được Trung Niên cũng cảnh cáo hắn, không được qua Hoàng Tuyền. Bên kia Hoàng Tuyền đến tột cùng là cái gì? Khủng bố như thế. Bởi vì ngươi vào sẽ chết. Lão đầu trầm giọng nói. Người lúc đó phong ấn chúng ta kia, dùng thực lực của hắn, cũng không dám tiến vào Hoàng Tuyền. Dương Diệp. Bên trong, thật không phải là ngươi có thể vào. Lão đầu trầm giọng nói. Nhất thiết không thể vì hiếu kỳ mà vào, như vậy sẽ khiến ngươi chết. Bên trong đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Ta cũng không biết. Lão giả lắc đầu. Chỉ biết, rất nhiều người ta cảm thấy cực kỳ cường đại đi vào, sau đó không có đi ra. Mà ngươi so với bọn hắn, yếu hơn nhiều lắm. Đừng nói bọn hắn, ngươi ngay cả ta cũng không thắng được. Khuôn mặt Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, nói chuyện cần trắng ra như vậy sao? Lúc này lão đầu do dự thoáng một phát, sau đó nói. Tiểu tử, theo đạo lý mà nói, ngươi đã cứu tất cả mọi người chúng ta nên cảm ơn ngươi, nhưng thật là trong túi hổ thẹn. Nếu không các ngươi giúp ta đi u ám xâm lâm. Dương Diệp vội vàng nói. Giúp ta lấy tới sinh mệnh chi thủy, như thế nào? Biểu lộ của lão đầu cứng đờ, hắn nguyên bản nghĩ Dương Diệp sẽ nói, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ đến Dương Diệp sẽ nói như vậy. Do dự một chút, lão giả lắc đầu nói. Không được, sắc mặt ngươi đừng khó coi như vậy, lão phu là vì tốt cho ngươi. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Lão đầu nói. Chỗ này, tất cả mọi người đều có địa bàn riêng, nếu như chúng ta rời khỏi địa bàn của mình, chẳng khác nào phá hỏng quy củ. Nói như thế này, chỉ cần chúng ta rời khỏi đây, chẳng khác nào là tiến vào địa bàn người khác. Chỉ cần tiến vào địa bàn người khác, lấy được là đối phương điên cuồng công kích. Chúng ta theo ngươi đi u ám xâm lâm, liền ý nghĩa chúng ta phải từ chỗ này, một mực đánh tới u ám xâm lâm. Mà nếu như chỉ một mình ngươi, ta tin tưởng sẽ đơn giản hơn một ít. Dương Diệp gật đầu, hắn không có cảm thấy lão đầu là kiếm cớ, bởi vì hắn đã lĩnh giáo qua yêu thú ở chỗ này biến thái rồi.
chỉ cần ngươi tiến vào địa bàn của bọn hắn sẽ không quản nguyên nhân gì, ngay lập tức đánh với ngươi. Cho nên, như lão đầu này nói, bọn hắn thật một đoàn người đi qua, ngược lại sẽ xấu chuyện, bởi vì mục tiêu quá lớn. Kỳ thật hắn vừa mới nói, cũng chỉ là nói giỡn. Bởi vì linh tộc không nợ hắn cái gì, mặc dù hắn cứu người ta, nhưng người ta cũng cho hắn thù lao này không nhẹ. Nói tóm lại, song phương ai cũng không nợ ai. Lúc này lão đầu nói, nếu như ngươi lấy được sinh mệnh chi thủy, có thể trở về chỗ này một chuyến hay không? Làm cái gì? Dương Diệp hỏi, có chút việc nhỏ cần ngươi giúp. Lão đầu cười nói, chuyện rất nhỏ, đương nhiên cũng có chỗ tốt. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, được. Dáng tươi cười của lão đầu càng tăng lên, cổ tay hắn khẽ động, một hạt châu lớn cỡ ngón cái xuất hiện, hắn đưa hạt châu tới trước mặt Dương Diệp nói. Năng lượng châu, có thể duy nhất một lần bổ đầy linh khí trong đan điền ngươi, đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Con mắt Dương Diệp sáng ngời, vội vàng tiếp lấy hạt châu, sau đó nói. Còn có không, cho thêm vài viên a. Khóe miệng lão đầu co lại, sau đó bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Vật này rất chân quý a, tạm thời không có rồi. Bất quá nếu như ngươi về, ta có thể cho ngươi nhiều một ít. Tốt, ta nhất định sẽ về. Dương Diệp vội vàng gật đầu nói. Lão đầu. Dương Diệp cũng không có ở linh thôn lâu, cùng trưởng thôn linh thôn Mạc Kha, cũng chính là Mạc lão kia tử giã, Dương Diệp trực tiếp rời khỏi linh thôn, tiếp tục hành trình. Sự tình nữ tử thần bí giải quyết xong, không thể không nói, cả người Dương Diệp nhẹ hơn một tí. Bởi vì không cần lo lắng sau lưng thời khắc theo một người. Nhưng ngay vào lúc này, một bàn tay đột nhiên lại xuất hiện ở trên vai hắn. Vẫn là cánh tay kia. Dương Diệp cứng ngắc, hắn cười khổ. Mạc Linh cô nương, người sẽ không còn có chuyện gì chứ. Từ trong miệng Mạc Kha, hắn biết được nữ tử thần bí này tên Mạc Linh. Tay Mạc Linh chuyển qua sau lưng Dương Diệp, bắt đầu viết chữ. Cảm ơn. Thấy đối phương chỉ là cảm tạ. Trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng, hắn xác thật có chút sợ đối phương lại tìm hắn đi làm sự tình khó giải quyết gì. Bất quá cũng may, hắn suy nghĩ nhiều. Dương Diệp cười cười nói. Việc nhỏ mà thôi, hơn nữa ta cũng thu bảo vật của ngươi, cho nên không cần tạ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp muốn đi. Mà lúc này, tay Mạc Linh lại bắt đầu di động, lần này là ba chữ ta chờ ngươi. Dương Diệp sửng sốt, chờ mình. Có ý tứ gì? Dương Diệp đang muốn hỏi, tay Mạc Linh lại đột nhiên nới lỏng, Dương Diệp không có hỏi, bởi vì hắn biết rõ, đối phương đã rời khỏi. Chờ mình. Dương Diệp trăm mối vẫn không có cách giải, nàng chờ mình làm cái gì? Đừng nói là coi trọng mình nha. Dương Diệp lắc đầu, chối bỏ cái ý nghĩ hoang đường này. Nếu là lúc trước, còn thật có khả năng, dù sao hắn cảm thấy mình rất đẹp trai, tiền đồ bất khả hạn lược, nhưng bây giờ, bởi vì thọ mệnh. Hắn đã tóc trắng đầy đầu, không chỉ tóc trắng, người cũng già hơn nhiều, đối phương làm sao có thể vừa ý hắn. Bất quá việc này, cũng nói không chuẩn a. Duyên phận, ai nói rõ ràng chứ? Lại tự kỷ rồi. Dương Diệp ở trong tự kỷ không ngừng tiến lên. Hắn không có suy nghĩ ý tứ câu nói của Mạc Linh, bởi vì nếu như hắn không thể từ u ám xâm lâm trở về, nghĩ cũng là nhàm chán. Bây giờ việc cấp bách, là đến u ám xâm lâm, lấy được sinh mệnh chi thủy. Bằng không thì, hết thảy đều là mây bay. Đi không biết bao lâu, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy có chút không phù hợp. Theo đạo lý mà nói, lúc này hắn phải tới u ám xâm lâm mới phải, nhưng đừng nói rừng rậm, hắn ngay cả một cái cây cũng không có chứng kiến. Do dự một chút, Dương Diệp kêu đại hắc ra. Sở dĩ không gọi viễn cổ đế mãng, là bởi vì nó bị nhốt vài ngàn năm, u ám xâm lâm, nó nghe cũng không nghe qua. U ám xâm lâm, ở nơi nào? Dương Diệp nhìn đại hắc hỏi. Đại hắc không có do dự, xoay người chỉ xa xa, cái địa phương kia, đúng là phương hướng Dương Diệp một mực đi tới. Hắn không có lạc đường. Vì cái gì chúng ta đi bao lâu còn không có đến? Dương Diệp hỏi. Hắn sợ đúng là lạc đường, lão thiên, ở địa phương này lạc đường, đó là sẽ chết a. Đại hắc lắc đầu, sau đó huy vũ móng vuốt. Qua rất lâu, Dương Diệp mới minh bạch ý tứ của Đại Hắc. Nó cũng không biết vị trí đích xác của u ám xâm lâm, nó chỉ nghe nói qua, cũng chỉ biết phương hướng đại khái này,
là phương hướng nó chỉ, cũng là phương hướng Dương Diệp đang đi. Dương Diệp do dự rất lâu, sau đó tiếp tục tiến lên. Bởi vì Mặc Kha cho hắn phương hướng, cũng là phương hướng này, cho nên hẳn sẽ không sai. Đã đúng vậy, vậy thì đi tiếp. Sau khi rời khỏi Linh Thôn, những vụ chướng kia lại xuất hiện. Trước kia hắn có hỏi qua Mặc Linh, vì cái gì chỗ này nhiều vụ chướng như vậy, đối phương cũng không rõ ràng, chỉ nói thật lâu trước kia, không biết nguyên nhân gì, chỗ này liền xuất hiện nhiều vụ chướng hơn, mà nguồn gốc của vụ chướng là ở bên kia Hoàng Tuyền. Cho nên hắn không rõ ràng lai lịch vụ chướng, mà Linh Thôn sở dĩ không có vụ chướng, là bởi vì linh tộc bọn hắn ở xung quanh Linh Thôn bố trí một trận pháp, ngăn cản những vụ chướng kia ở bên ngoài. Hoàng Tuyền. Kỳ thật Dương Diệp rất ngạc nhiên, bên kia Hoàng Tuyền đến tột cùng có cái gì? Vậy mà để những người kia sợ như thế, hắn không biết thực lực của Mặc Kha, nhưng đối phương tuyệt đối mạnh hơn hắn, bằng không thì trước kia hắn sẽ không bị đối phương chế trụ. Mặc dù khi ấy có chút khinh địch cùng đối phương đánh lén, nhưng này cũng đủ để chứng tỏ thực lực của đối phương. Mà lấy thực lực của Mặc Kha, đối với địa phương kia cũng nể nang như này. Còn có Trung Niên tặng hắn long ấn, thực lực đối phương khẳng định cũng vô cùng cường đại, nhưng đối phương vẫn chết. Bên kia đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp rất hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ quy hiếu kỳ, hắn sẽ không qua nhìn xem, hắn cũng không muốn đi tìm đường chết. Bất quá, trong lòng của hắn đã quyết định, ngày sau thực lực cường đại, có thể đến chỗ này dạo chơi, đặc biệt là bên kia Hoàng Tuyền, hoàn toàn có thể đi nhìn xem. Đương nhiên, đó là sau khi thực lực cường đại, ví dụ như đạt tới thần giả. Nếu như hắn đạt tới thần giả, khi đó chỗ này hẳn không có nguy hiểm như vậy nữa. Oanh oanh oanh! Ngay lúc này, chỗ xa đột nhiên truyền tới mấy tiếng vang lớn, qua một hồi, từng tiếng vang không ngừng tự chỗ xa như lôi đình tạc vang. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, đừng nói có người đi tới chỗ này nha. Ngay lúc này, sắc mặt Dương Diệp hơi biến, bởi vì tiếng vang kia đang dùng tốc độ cực nhanh đến gần. Thân hình Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn xa xa, ở dưới Dương Diệp nhìn chăm chú, phụ chướng bị một cỗ lực lượng cường đại chấn tan biến, sau đó một người một thú xuất hiện ở trong ánh mắt của Dương Diệp. Hình thể yêu thú to lớn, mặt trâu thân người, chỉ có hai chân đứng thẳng, toàn thân nó bao trùm lấy lân giáp dày đặc, ở trong tay là một thanh thiết cân màu đen cực lớn, mỗi một lần thiết cân huy động, đều sẽ để không gian run rẩy. Mà giao thủ với yêu thú là một nam tử này hình thể cũng rất lớn. Mặc dù thoạt nhìn còn trẻ, nhưng chí ít có 300 cân, rất biêu hãn, trong tay hắn cầm một trường côn, mỗi lần trường côn cùng thiết cân của yêu thú chạm nhau, đều sẽ bộc phát ra thanh âm kinh thiên. Mà để Dương Diệp có chút chân kinh là, nam tử này cùng yêu thú chiến tương xứng. Nam tử này là ai? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nam tử mập mạp, đối với đối phương, hắn xác thật rất hiếu kỳ. Một nhân loại, có thể đi đến chỗ này, không đơn giản a. Không chung, L một người một thú còn đại chiến. Chiến một hồi, yêu thú kia đột nhiên ngẩng đầu nộ khiếu, ngay lập tức, toàn thân nó bộc phát ra màn sáng màu đen sáng chói, màn sáng mơ cưới vừa xuất hiện liền co rút, bao trùm ở trên người của nó. Sau khi võng xuất hiện, lực lượng của yêu thú trong nháy mắt bành trướng, một búa bổ nam tử mập mạp ra mấy ngàn trượng. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá trong nháy mắt liền thư thái, yêu thú cơ bản đều có thiên phú thần thông. Kể cả tiểu điêu đại hắc cũng có, bất quá thiên phú thần thông đều có hạn chế. Yêu thú này hiển nhiên là bị nam tử mập mạp chọc giận, mới kích hoạt đại chiêu. Dương Diệp nhìn về phía nam tử mập mạp, một kích vừa rồi kia lực lượng quá mức khủng bố, lúc này cả người nam tử mập mạp rung động kịch liệt, thoạt nhìn có chút tráng lệ. Mà ở khóe miệng của hắn, còn chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa rồi yêu thú kia toàn lực công kích, để hắn thụ thương rất nặng. Nam tử lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía yêu thú. Đến, cùng Thạch Gia Gia ta đại chiến 300 hiệp. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới yêu thú. Khi đi tới cách yêu thú còn hơn 10 trượng, hai tay hắn nắm gậy gộc mạnh mẽ đập một phát. Chỗ xa, trong mắt yêu thú hiện lên lệ khí, nộ khiếu một tiếng, sau đó giơ thiết cân lên nghênh đón nam tử. Một tiếng nổ vang lên, một người một thú bay ra sau. Nam tử lui vài trăm trượng, mà yêu thú thì lui không đến trăm trượng. Nhưng rất nhanh, nam tử mập mạp lại lao lên. Dương Diệp càng xem càng kinh ngạc, bởi vì thực lực của nam tử vượt qua tưởng tượng của hắn, thực lực của yêu thú kia,
còn mạnh hơn tiểu điêu còn có đại hắc rất nhiều. Có thể nói, yêu thú này chỉ yếu hơn đế mãng một ít mà thôi. Nhưng nam tử kia có thể ngạnh kháng đối phương, mà nam tử này mới bán thần. Là bán thần, không phải thần giả. Đừng nói đây là thiên tài long bảng top 3 nha. Dương Diệp có chút tò mò. Mặc dù nam tử mập mạp hung hãn không sợ chết, một lần lại một lần trùng kích lên, nhưng không có nhiều tác dụng, thực lực của yêu thú mạnh hơn hắn, bởi vậy hắn một lần lại một lần bị oanh bay xa, Dương Diệp phát hiện, cả cánh tay của hắn rung động kịch liệt. Không cần nói, cánh tay của hắn tuyệt đối đã mất đi chi giác rồi. Lực lượng của yêu thú, dưới tình huống bình thường, nhân loại là căn bản không cách nào ngăn cản. Nam tử mập mạp có thể cùng yêu thú chiến thành như vậy, thật sự rất mạnh. Sau khi nam tử mập mạp bị oanh bay, hắn không có lên nữa, bởi vì yêu thú kia đã xông qua, tiếp đến là nam tử mập mạp không ngừng bị động ăn đòn. Ở dưới yêu thú điên cuồng công kích, thân thể nam tử mập mạp không ngừng rung động, phảng phất như có thể vung ra dầu. Không thể không nói, lúc này nam tử mập mạp có chút thê thảm, hoàn toàn bị yêu thú đè đánh, bất quá hắn cũng không yếu, mặc dù bị đè đánh, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng bại chỉ là vấn đề thời gian. Qua không sai biệt lắm hơn 20 tức, ở trong một tiếng vang lớn, nam tử mập mạp bị chấn bay ra mấy ngàn trượng, ở trên không trung, trong miệng hắn máu tươi không ngừng xịt ra, Dương Diệp lắc đầu. Ngay lúc này, nam tử mập mạp đột nhiên liếc bốn phía, sau đó nói. Lão huynh, đừng trốn nữa, đi ra trợ giúp ta một chút, ta quyết không quên ân tình. Dương Diệp sửng sốt, gia hỏa này phát hiện mình rồi. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện. Đối phương biết chỉ là phát hiện có nhân, nhưng không biết vị trí của hắn. Lúc này, nam tử mập mạp lại bị kích bay ra ngoài, ở trên không trung, nam tử mập mạp đột nhiên hô to. 100 vạn tiên tinh thạch, giúp ta một lần, cho 100 vạn tiên tinh thạch. Dương Diệp nheo mắt, thần kinh sao? Rất nhanh, nam tử mập mạp lại bị oanh bay ra ngoài. 200 vạn tiên tinh thạch. Nam tử mập mạp ở trên không trung hô to. Lão huynh. 200 vạn tiên tinh thạch, cứu mạng a. Trầm mặc một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên vang lên. 500 vạn tiên tinh thạch. Nói chuyện tự nhiên là Dương Diệp. Nghe Dương Diệp nói, nam tử mập mạp biểu lộ cứng đờ, cười khổ nói. Ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Bành. Nam tử mập mạp mới nói xong, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, ở trên không trung, máu tươi không ngừng phun. Mà lúc này, yêu thú lại xông qua. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử mập mạp hơi biến, vội vàng nói. Tốt, 500 vạn thì 500 vạn. Nam tử mập mạp nói xong, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, tốc độ kiếm quang nhanh chóng, trong nháy mắt đến sau lưng yêu thú kia. Phát hiện kiếm khí ở sau lưng, trong mắt yêu thú hiện lên lệ khí, xoay người đánh xuống. Đạo kiếm quang kia bị oanh nát, mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nam tử mập mạp. Yêu thú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, muốn xuất thủ, Dương Diệp vung tay phải, đại hắc và tiểu hắc xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy đại hắc và tiểu hắc, yêu thú kia híp mắt, không có xuất thủ. Mà nam tử mập mạp ở sau lưng Dương Diệp trong mắt lại loáng qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ đến Dương Diệp có được hai yêu thú cường đại. Trong tràng, Dương Diệp nhìn về phía yêu thú kia, lạnh nhạt nói. Đi đi. Yêu thú nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia do dự. Ngay lúc này, đại hắc và tiểu hắc đột nhiên ngẩng đầu nộ khiếu, sau đó nhìn về phía yêu thú kia, trong mắt hung quang tất lộ. Yêu thú nhìn thoáng qua đại hắc và tiểu hắc, trong mắt cũng hiện ra hung quang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vung tay nói. Đánh nó một trận. Đại hắc và tiểu hắc hiểu ý, lập tức tung mình nhảy lên, lao về phía yêu thú. Để Dương Diệp có chút kinh ngạc là, yêu thú kia vậy mà không sợ hãi, bay thẳng đến đại hắc và tiểu hắc. Dùng một địch hai. Trong nội tâm Dương Diệp có chút kinh ngạc đảm lượng của yêu thú này. Từ khí tức đến xem, nó xác thực mạnh hơn đại hắc và tiểu hắc, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một ít mà thôi. Đại hắc và tiểu hắc liên thủ, nhất định mạnh hơn nó, nhưng nó lại dám lên, dũng khí đáng khen. Càng để Dương Diệp chấn kinh là, yêu thú này độc chiến đại hắc và tiểu hắc vậy mà còn không có ở hạ phong. Thực lực không tệ a. Trong mắt Dương Diệp loáng qua vẻ hưng phấn, sau đó tay phải huy động, tiểu điêu cũng gọi ra, nhìn thấy tiểu điêu, đồng tử của yêu thú kia đột nhiên co lại, sau đó muốn chạy.
hiển nhiên nó cũng không ngốc, một đánh hai, miễn cưỡng có thể, nhưng một đánh ba, kỳ thật nó cũng không sợ, nhưng bên cạnh còn có hai nhân loại a. Yêu thú quả quyết chạy trốn. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đừng để nó chạy, bắt nó kéo vào bên trong cho ta. Nếu như là một đám yêu thú, hắn tự nhiên để đối phương chạy, nhưng này chỉ có một con a. Yêu thú lạc đàn, hơn nữa thực lực cường đại, này không phải tiễn đưa tay chân cho hắn sao? Mặc dù thực lực của yêu thú kia cường đại, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, cuối cùng ở trong ánh mắt kinh ngạc của nam tử mập mạp, yêu thú bị đám thú đại hắc kéo tới hồng mông tháp của Dương Diệp. Trong hồng mông tháp, đám thú đại hắc vội vàng tránh xa yêu thú kia, yêu thú tiên sinh nao nao, có chút mộng, rất nhanh nó phản ứng lại, sau đó chừng đám thú đại hắc, điên cuồng gào thét, nhưng lại không có động thủ. Nó có ngốc cũng biết, mình không đánh lại ba con, không đúng, là bốn con, cách đó không xa còn nằm một cự mãng có thể so với núi nhỏ. Đám thú đại hắc không có quản con yêu thú kia, đế mãng cũng không quản, tất cả mọi người nhìn nó, giống như chuẩn bị xem kịch vui. Bọn chúng tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở đối phương phải điệu thấp một chút, dù sao bọn chúng đều bị trấn áp qua, mà mới đến, sao có thể ngoại lệ chứ? Quả nhiên, yêu thú kia còn không gào thét bao lâu, một cổ lực lượng thần bí đánh xuống. Yêu thú bị cổ lực lượng này oanh bò trên mặt đất, trong mắt đám thú đều hiện lên vẻ hả hê, kể cả đế mãng. Trong sự thật, nam tử mập mạp đi tới trước mặt Dương Diệp, hắn đánh giá Dương Diệp, sau đó hiếu kỳ nói. Bọn chúng đi nơi nào? Dương Diệp không có trả lời nam tử mập mạp, hắn đưa tay ra, nam tử mập mạp nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lấy ra một nạp giới đưa tới nói. Chỗ này chỉ có 100 vạn tiên tinh thạch, ta không có mang theo nhiều như vậy, nhưng ngươi yên tâm, thạch thiên ta không phải loại người dở trò vô lại, ngày sau ngươi đến tinh không chi thành, trực tiếp đi tìm tinh không chi thành thạch ra, bọn hắn sẽ trả đủ cho ngươi. Dương Diệp thu hồi nạp giới. Hắn nhìn thoáng qua nam tử mập mạp nói. Thạch thiên, thạch gia, người đến từ đại thế giới. Tinh không chi thành thạch gia, hắn tự nhiên nghe qua, mà thạch gia này đến từ đại thế giới. Nam tử mập mạp gật đầu, cười nói. Người biết rõ thạch gia là tốt rồi, như vậy người hẳn sẽ không cảm thấy ta muốn quỵt nợ a. Dương Diệp gật đầu, kỳ thật lúc trước hắn muốn giá 500 vạn tiên tinh thạch, cũng không nghĩ qua đối phương thật có thể ra nhiều như vậy. Ai sẽ mang theo 500 vạn tiên tinh thạch ở trên người? Thế nhưng hắn không nghĩ đến, gia hỏa trước mắt này đến từ thạch gia, thực lực của thạch gia hắn không biết, nhưng tài lực của thạch gia tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Truyền tống trận ở tinh không chi thành một năm thu nhập có bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng. 500 vạn tiên tinh thạch đối với người khác mà nói, có thể là một thiên văn sổ tự. Nhưng đối với thạch gia mà nói, khả năng chỉ là chín châu mất một sợi lông. Dương Diệp gật đầu nói. Tốt, đến lúc đó ta đi thạch ra lấy. Bây giờ đối với tiên tinh thạch, hắn tự nhiên cũng cực kỳ thiếu thốn, bất kể là kiếm minh, hay thiên vân tinh vực, đều cần tiên tinh thạch khổng lồ, đã có 500 vạn tiên tinh thạch này, Dạ Lưu Vân có thể làm rất nhiều chuyện. Còn không biết lão huynh tên gì? Thạch Thiên cười nói. Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có giấu giếm đối phương. Dương Diệp. Thạch Thiên trừng mắt nhìn. Có phải kiếm tu Dương Diệp hay không? Dương Diệp gật đầu. Ngươi nghe qua ta. Dĩ nhiên là ngươi. Thần sắc Thạch Thiên có chút cổ quái. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Thạch Thiên nói. Ngươi có phải đắc tội tiểu ma nữ của đại thế giới hay không? Ân, là Mạt tiểu lãnh của thần phượng tộc. Mạt tiểu lãnh. Dương Diệp gật đầu nói. Xác thực có chút ân oán với nàng. Thạch Thiên lắc đầu nói. Ta nói đại ca. Người đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội nàng, tiểu ma nữ này vô cùng khó quấn. Biết rõ vì cái gì ta biết người không? Bởi vì nàng ở đại thế giới nói, ai có thể giết ngươi, nàng sẽ cho thần hỏa của mình cho kẻ đó, không chỉ như thế, còn có thể đi linh quật của thần phượng tộc tu luyện. Trừ đó ra còn có rất nhiều điều kiện mê người, hơn nữa nàng giống như còn thêm điều kiện. Hai mắt Dương Diệp hơi híp, mà tiểu lãnh này là cực kỳ muốn hắn chết a. Bất quá không có người nào đi đón nhiệm vụ của nàng. Thạch Thiên lại nói. Bởi vì tiểu ma nữ nói chuyện từ trước tới nay không có chút tín dự, nàng chấp thuận việc này, mặc dù cực kỳ dụ nhân, cho dù là ta cũng có chút động tâm, nhưng chúng ta đều rõ ràng, nàng rất có thể là lừa người. Từ trên đó xuống đây không dễ dàng, đến lúc đó giết ngươi, đi lên nàng lại không chấp thuận,
cái kia không phải toi công bận rộn sao? Dù sao nàng không chấp thuận, chúng ta lại không dám làm gì nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, đánh giá Dương Diệp nói. Kỳ thật, cũng may không đi đón nhiệm vụ này, huynh đệ ngươi không đơn giản a. Có thể đi đến chỗ này, hơn nữa mới hư giả cảnh, khó trách tiểu ma nữ kia đưa ra điều kiện dụ người như vậy, nguyên lai nàng biết rõ ngươi không dễ giết. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đại thế giới các ngươi nhiều thiên tài không? Rất nhiều. Thạch Thiên nói. Ngươi ở trên tính toán như thế nào? Dương Diệp lại hỏi. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói. Còn có thể a, so với đứng đầu nhất, xác thực có chút kém, nhưng nói tóm lại là trên trung đẳng. Trên trung đẳng. Dương Diệp gật đầu, đối với trình độ thiên tài của đại thế giới, đại khái hiểu được. Ngươi đến chỗ này rèn luyện. Lúc này Thạch Thiên đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Thạch Thiên hỏi. Ngươi đến chỗ này, không phải vì rèn luyện sao? Thạch Thiên lắc đầu. Ta đến Hạ Vị Diện làm chút sự tình, chỉ nghe nói địa phương này rất nguy hiểm, cho nên quyết định lại đây nhìn một chút. Bà ngoại ơi, ngươi là không biết a. Đến chỗ này, ta vài lần thiếu chút nữa treo. Nếu không phải còn có chút bảo bối, có chút nội tình, thì thật sự đã treo. Khó trách lão gia nhà ta không cho ta đến chỗ này. Đến chỗ này rèn luyện. Khóe miệng Dương Diệp có chút co lại, gia hỏa này thật sự đủ lợi hại, lại coi hung vực là địa phương rèn luyện. Lúc này Thạch Thiên vỗ vỗ bả vai Dương Diệp nói. Vừa rồi may mắn có lão huynh ngươi, cứu mạng phù của ta đều đã dùng hết, vừa rồi nếu như không phải ngươi, ta thật sẽ treo ở chỗ này. Phần ân tình này, Thạch Thiên ta nhớ kỹ. Dương Diệp đối với Thạch Thiên nhiều hơn một tia hảo cảm, bởi vì hắn cảm giác được, lúc đối phương nói lời này, cũng không có lửa gạt. Hắn lắc đầu nói. Ta cũng không phải cứu không ngươi, ta đã lấy của ngươi 500 vạn tiên tinh thạch, cho nên ta và ngươi ai cũng không nợ ai. Nói gì vậy chứ? Thạch Thiên có chút bất mãn nói. Mệnh của Thạch Thiên ta chỉ giá trị 500 vạn tiên tinh thạch sao? Tóm lại, phần nhân tình này ta nhớ, về sau đến đại thế giới, nếu ngươi gây chuyện, liền báo tên của ta. Ở đại thế giới, không có sự tình Thạch Thiên ta không gánh được. Dương Diệp nhìn đối phương nói. Tốt, đến lúc đó gây chuyện rồi, ta tìm ngươi. Nghe nói như vậy, Thạch Thiên nhếch miệng cười cười, sau đó nói. Tốt, ân, chỗ này quá nguy hiểm, ta phải đi về rồi, ngươi thì sao? Cùng một chỗ trở về không? Dương Diệp lắc đầu. Ta còn có sự tình phải làm xong mới có thể về. Thạch Thiên gật đầu nói. Ngươi rất thần bí, ở chỗ này, hẳn có lực bảo vệ mình. Bất quá ta không dám ở nữa. Dương huynh, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, hắn muốn đi, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. À, vừa rồi ngươi làm sao phát hiện ta? Thạch Thiên cười ha ha. Độc môn bí pháp, lần sau gặp mặt, ta lại cho biết ngươi. Bảo trọng. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản bóp nát, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Ở trong tràng, Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó lắc đầu cười cười. Người không tệ. Nói xong, hắn tiếp tục tiến lên. Lần này, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Đối với sinh mệnh chi thủy, hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Qua khoảng chừng 2 giờ. Dưới chân Dương Diệp đột nhiên truyền tới tiếng nước. Dương Diệp dừng chân, sau đó cúi đầu nhìn, dưới chân là một vũng nước. Do dự một chút, tay phải Dương Diệp đẩy về phía trước, một cổ lực lượng chấn đáng ra. Vụ trướng không ngừng thối lui. Lúc này, Dương Diệp nhìn rõ ràng tràng cảnh trước mặt. Lúc này, trước mặt hắn là một dòng sông, nước rất trong, nhưng lại giống như sông chết, một chút động tĩnh cũng không có. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục đi, đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, tóc gáy cả người dựng đứng. Sông này sẽ không phải là Hoàng Tuyền chứ? Càng nghĩ càng kinh hãi. Nếu đây thật là Hoàng Tuyền, vậy cũng không thể tiếp tục đi tới nữa a. Mặc dù hắn có lòng tin với thực lực của mình, nhưng Hoàng Tuyền. Vô số người khuyên bảo, hắn vẫn không dám không xem ra gì. Phải biết, những người kia mạnh hơn hẳn vô số lần, sau khi bước vào Hoàng Tuyền liền xong rồi. Cũng không phải Dương Diệp nhát gan, mà hắn nhận thức rõ thực lực của mình bây giờ. Đối với thần giả bình thường mà nói, hắn xác thực rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là đối với thần giả bình thường. Ở đây, thần giả như cậu, hơn nữa cả đám đều vô cùng cường đại. Đơn giản mà nói, người ở chỗ này,
cùng hắn căn bản không phải một thời đại. Người, nhất định phải thời khắc nhận rõ chính mình, có dạng năng lực gì, làm dạng sự tình gì, đừng có trang bức. Bằng không thì, kết cục bình thường đều sẽ không quá tốt. Cho nên nhất định phải tinh tường, cái này có phải Hoàng Tuyền hay không? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó phóng ra khí thế của mình, khí thế như một cơn gió lốc, chấn động về bốn phía, rất nhanh, phụ chướng chung quanh bị khí thế của hắn chân liên tục lùi lại, không đến một hồi, dùng Dương Diệp làm trung tâm, phụ chướng ở phương viên ngàn trường đều bị hắn chấn lui. Lúc này, hắn triệt để thấy rõ tràng cảnh chung quanh. Không phải sông, mà là một đầm nước, diện tích hơn 1.000 trượng. Nhìn thấy không phải sông, Dương Diệp thở dài một hơi. Nếu thật là Hoàng Tuyền, vậy thì ý nghĩa hắn đi lầm đường, đương nhiên, cái này là chuyện nhỏ, đi nhầm đường, đổi con đường là được. Nhưng sợ nhất chính là, ngay cả cơ hội đổi đường đi cũng không có. Tuy không thể vào Hoàng Tuyền, nhưng ai dám cam đoan Hoàng Tuyền không có nguy hiểm. Cũng may, chỉ là một đầm nước. Dương Diệp thở dài một hơi, nhưng đúng lúc này, đầm nước phía dưới đột nhiên xoay tròn, một cổ hấp lực kinh khủng phóng lên trời, sau đó trực tiếp hút Dương Diệp vào trong đầm nước. Thoáng qua, đầm nước khôi phục lại bình tĩnh. Dưới đầm nước, sắc mặt Dương Diệp đại biến, kiếm ý cùng sát ý điên cuồng tuôn ra, nhưng hai loại ý cảnh cũng không thể ngăn cản hấp lực. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, muốn xuất kiếm, nhưng lúc này hấp lực lại biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa, chỗ đó có một cánh cửa. Thật lâu không có người đến nơi đây rồi. Lúc này, trong cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vào đi. Thanh âm có chút già nua, có chút khàn giọng. Đây không phải trọng điểm là, sau khi thanh âm này dứt, cửa mở ra. Sau đó hấp lực vừa rồi biến mất lại xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, Dương Diệp bị hút về phía cửa. Giờ phút này, Dương Diệp đã tỉnh táo lại. Hắn đang muốn chống cự, thanh âm kia lại xuất hiện lần nữa. Không cần chống cự, ta không có ác ý với ngươi, nếu có, ngươi đã sớm chết rồi. Nói xong, hấp lực đột nhiên biến mất. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi đến cửa. Hắn dám cam đoan, chỉ cần trốn, hấp lực nhất định sẽ lập tức xuất hiện. Hắn đương nhiên có thể chống cự, trong cơ thể hắn có đại hắc tiểu hắc, còn có tiểu điêu cùng với đế mãng. Chỉ cần người trong cửa không phải siêu việt thần giả, hắn liền có sức liều mạng. Bất quá hắn quyết định xem trước dụng ý của đối phương, sau đó mới quyết định liều hay không liều. Rất nhanh, Dương Diệp tiến vào. Một đạo bạch quang hiện lên, tinh thần Dương Diệp hơi hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, tràng cảnh đã thay đổi. Lúc này hắn đặt mình vào trong một mật thất nhỏ hẹp, diện tích không đến 10 trượng. Mật thất do một loại khoáng thạch màu xám không biết tên tạo thành, trải rộng các loại phù văn màu vàng mà Dương Diệp chưa bao giờ thấy qua. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa, ở cách đó không xa, xếp bằng một lão giả áo xám, lão giả khô gầy, dùng gầy như que củi để hình dung cũng không đủ, bởi vì gầy gò quá độ, để cho toàn bộ ngũ quan của lão giả thoạt nhìn hơi có chút khủng bố, đặc biệt là hai mắt, hốc mắt lồi ra, có chút giống khô lâu. Ở hai tay cùng hai chân của lão giả, phân biệt buộc một xiềng xích màu vàng, một chỗ khác của xiềng xích thì là vách tường sau lưng lão giả. Bị nhốt. Rất nhiều năm không ai có thể tới nơi này rồi. Lúc này, lão giả đột nhiên mở miệng. Bất quá, hai mắt hắn không có mở ra. Tiền bối là. Dương Diệp hỏi, trong nội tâm âm thầm đề phòng. Nói ngươi cũng không biết. Lão giả nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xác thực. Lão nhân này không biết sống đã bao nhiêu năm, dù đối phương đã từng là tuyệt thế cường giả, hắn cũng sẽ không biết. Có thể dùng thực lực hư giả cảnh đi đến nơi đây, không thể không nói, ngươi là người thứ nhất. Lão giả nói, mục đích của ngươi, là đi bên kia Hoàng Tuyền, hay u ám xâm lâm? Ân, ngươi hẳn là đi u ám xâm lâm. Làm sao ngươi biết? Dương Diệp nhíu mày. Trên người của ngươi có tử khí, cái này chứng minh, ngươi sắp xong rồi. Không đi u ám xâm lâm, có thể đi đâu? Lão giả nói. Tiền bối ngược lại là hảo nhãn lực. Dương Diệp nói. Không biết tiền bối kéo ta xuống, là có chuyện gì không? Thật lâu không cùng người tán gẫu, tịch mịch, muốn tìm người tâm sự. Lão giả nói. Dương Diệp cười cười nói. Tiền bối đừng nói giỡn. Ta là người thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng,
tiền bối có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Lão giả trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Ngươi xem, ta bị nhốt ở chỗ này đã nhiều năm như vậy. Lão phu muốn đi ra ngoài hít không khí, chút nguyện vọng như vậy, ngươi có thể giúp ta, đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua xiềng xích màu vàng trên người lão giả, sau đó lắc đầu nói. Tiền bối chớ nói giỡn, tiền bối thực lực thông thiên, ngay cả tiền bối cũng không thể phá vỡ khóa sắt, ta làm sao có khả năng. Tiền bối cũng nhìn thấy, ta mới hư giả cảnh, tuy ở cùng thế hệ coi như rất khá, nhưng ở trước mặt tiền bối, ha ha, ta không nói lời đã kích mình. Thế nhưng lão phu muốn đi ra ngoài, người nói làm sao bây giờ? Lão giả nói, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Nếu không, ta đi ra ngoài tìm người tới cứu tiền bối. Ngươi thật đúng là kẻ dối trá. Lão giả khẽ cười nói. Thả ngươi đi ra ngoài rồi, ngươi còn có thể trở về sao? Ta dùng nhân phẩm cam đoan. Dương Diệp chân thành nói. Nhất định sẽ trở về. Nhân phẩm. Lão giả nói. Đó là cái gì, có thể ăn được không? Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói. Tiền bối Khonoji tin ta, như vậy tiền bối nói biện pháp đi. Nếu như biện pháp có thể, ta không ngại giúp đỡ tiền bối, dù sao có thể kết giao với cường giả, đối với vãn bối mà nói, tam sinh hữu hạnh. Tuy lời như vậy, nhưng Dương Diệp đã âm thầm đề phòng. Biện pháp, ta ngược lại có một cái, bất quá cần phối hợp của ngươi. Lão giả nói. Nói nghe một chút. Dương Diệp gật gù. Lão giả nói. Lão phu cũng không phải một người không nói đạo lý, ta biết rõ, dùng thực lực của ngươi bây giờ. Xác thực không cách nào chém đứt xiềng xích. Nhưng tuy bây giờ ngươi không thể, nhưng về sau ngươi có thể. Ngươi nói phải không? Cũng phải. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Vậy thì tốt, trở về sau ta trở nên mạnh mẽ lại tới cứu tiền bối. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng lúc này, hấp lực lại xuất hiện, Dương Diệp không cách nào tiến nửa bước. Ngươi cảm thấy lão phu là người ngu ư? Lão giả nói. Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả nói. Tiền bối có ý tứ gì? Lão giả cười lạnh một tiếng nói. Ngươi đi rồi, nếu không trở lại làm sao bây giờ? Ta cũng không nhiều lời. Ngươi ở nơi này tu luyện, thẳng đến có thể chặt đứt xiềng xích của ta mới thôi, minh bạch chưa? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ở chỗ này tu luyện, thẳng đến cứu ngươi ra mới thôi. Phải. Lão giả nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi lâu. Sau đó nói, ta có một điểm không rõ, thực lực của ngươi viễn siêu ta, ta nghĩ dù ta đến thần giả, chỉ sợ cũng không bằng ngươi, mà chính ngươi cũng không thể thoát khốn, cho nên cho dù ta tu luyện đến thần giả, giống như cũng không có tác dụng gì a. Đây là địa phương hắn hiếu kỳ, lão giả trước mắt này thực lực nhất định vượt qua hắn, thậm chí đã siêu việt thần giả. Nhưng đối phương lại không cách nào thoát khốn. Đây là địa phương hắn nghi hoặc. Không. Ngươi tu luyện đến thần giả, có thể phá vỡ khóa sắt này. Lão giả nói. Ở đây, trải qua vô số năm ăn mòn, đã không có cường đại như trước kia. Mà ta vì cái gì không thể tự mình thoát khốn, đây không phải sự tình ngươi nên quan tâm. Ngươi nên quan tâm là, làm sao mau chóng giúp ta thoát khốn, chỉ có ta thoát khốn. Ngươi mới có thể thoát khốn. Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói. Ngươi cũng thấy đấy. Tuổi thọ của ta chỉ còn lại hơn 2 tháng, ngươi cảm thấy ta có thể ở trong 2 tháng tu luyện đến thần giả. Ngược lại là quên điểm ấy. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói. Như vậy cũng dễ xử lý, như vậy đi, ngươi giao cho ta một hồn một phách, sau đó ngươi lại đi u ám xâm lâm, chờ ngươi đạt được sinh mệnh chi thủy, sau đó trở về, bởi như vậy chúng ta. Đợi một tí. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lão giả nói. Ngươi bảo ta giao cho ngươi một hồn một phách. Như thế nào, không muốn. Lão giả nói. Ta nguyện ý tổ tông ngươi. Thần sắc Dương Diệp đột nhiên dữ tợn. Lão cẩu, ngươi thật coi mình là cái gì? Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn vào cổ sao, sau đó tay phải mạnh mẽ rút kiếm chém. Hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Dương Diệp vốn không muốn gây chuyện, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, không phải hắn muốn gây chuyện. Mà chuyện không buông tha hắn. Lão nhân trước mắt này đạp lên mặt hắn, lại muốn thần hồn của hắn, cái này để cho Dương Diệp nổi điên. Cứu người, là tình cảm, không cứu, đó là bạn phận. Đối phương ngược lại tốt, cường hành buộc hắn cứu. Có thể nhẫn nại,
không thể nhẫn nhục. Kiếm ra, một đạo kiếm khí lóe lên, lập tức đến trước mặt lão giả. Kia! Khi nhìn thấy đạo kiếm khí này, lão giả kia đột nhiên mở mắt, hai mắt lão giả đục ngầu, ảm đạm vô thần, giờ phút này, ở trong mắt hắn có một tia khiếp sợ, hiển nhiên hắn thật không ngờ Dương Diệp có thể phát ra một kích khủng bố như vậy. Nếu là lúc trước, một kiếm này với hắn mà nói, chỉ là chút lòng thành, nhưng hiện tại. Không nghĩ quá nhiều, hai tay lão giả hóa trưởng, sau đó mạnh mẽ ân tới. Trong mật thất, vang lên một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, vô số kiếm khí cùng năng lượng kình khí điên cuồng bắn tung tóe. Nhưng bất kể là những năng lượng khí kình này, hay kiếm khí của Dương Diệp, thời điểm va chạm vào vách tường bốn phía, đều lập tức biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Đã qua mấy tức, trong chàng khôi phục lại bình tĩnh. Lão giả y nguyên vẫn còn. Xa xa, Dương Diệp gắt gao nhìn lão giả, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Bởi vì lão nhân này kháng được hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Mà sau khi lão nhân này đón đỡ hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Kiếm này, còn có kiếm kỹ vừa rồi, rất không tồi. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lão giả lại nói. Bất quá, ta có kiếm kỹ lợi hại hơn, muốn học không? Không muốn. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Người trẻ tuổi, đừng xúc động. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Phải biết, xúc động là ma quỷ. Dương Diệp không có để ý lão giả, tiếp tục đi về phía trước. Lão nhân này thực lực cường đại, mạnh hơn hắn là không thể nghi ngờ, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì hiện tại đối phương hiển nhiên không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Hắn muốn giết đối phương, khả năng rất khó, nhưng hắn muốn đi, đối phương tuyệt đối là ngăn không được. Kiếm kỹ này, dùng thân làm kiếm, dùng tâm làm gốc, dùng niệm làm tốc, dùng hồn làm phụ, dùng mắt làm phong. Kiếm tức là ta, ta tức là kiếm, kiếm kỹ này, có thể phá ngũ hành, có thể chảm âm dương, tu luyện đến mức tận cùng, có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này, cũng chính là chặt đứt luân hồi nhân quả. Lão giả đột nhiên nói. Lúc này đây, Dương Diệp dừng bước, hắn quay người nhìn về phía lão giả. Còn lợi hại hơn một kiếm vừa rồi kia của ta. Lợi hại hơn rất nhiều. Lão giả nói. Một kiếm kia của ngươi, uy lực đầy đủ, có thể phá ngũ hành, nhưng không cách nào phá âm dương, càng không cách nào chặt đứt nhân quả. Dù ngươi điệp ra 1000 đạo cũng không thể, bởi vì phá ngũ hành cùng phá âm dương, đã là cực hạn của nó. Sở dĩ nói là cực hạn của nó, là vì người sáng tạo kiếm kỹ này, nhất định không có tìm hiểu âm dương luân hồi, cho nên, kiếm kỹ này cực hạn, cũng chỉ là phá ngũ hành. Âm dương luân hồi. Dương Diệp nhíu mày, hắn đã không chỉ một lần nghe nói cái này rồi. Đặc biệt là luân hồi. Hắn không có nghĩ qua luân hồi hay không luân hồi, cái kia quá xa xôi, ở kiếp này sống tốt mới là đứng đắn. Lão giả trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta đơn giản nói cho ngươi một chút, thần giả cảnh chia làm 3 cấp độ, là ngũ hành, âm dương, luân hồi. Ngũ hành cảnh, bọn hắn tìm hiểu thời gian pháp tắc, hiểu được quy tắc ngũ hành, bởi vậy bọn hắn thuộc về cấp độ ngũ hành, mà nếu như bọn hắn tìm hiểu ra âm dương, có thể cao hơn một tầng, đạt tới thần giả âm dương cảnh, trên nữa, là thần giả luân hồi cảnh. Đều là thần giả cảnh. Dương Diệp hỏi. Lão giả lắc đầu nói. Thật lâu trước đây là như vậy. Nhưng cuối cùng âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh đã không tính thuộc về thần giả cảnh rồi. Cho nên trên thần giả cảnh, là âm dương cảnh, trên âm dương cảnh, là luân hồi cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Người mới vừa nói kiếm kỹ kia, là cường giả luân hồi cảnh sáng tạo. Không. Lão giả nói. Là một kiếm tu âm dương cảnh bỏ ra hơn 1000 năm sáng chế, hắn sáng tạo kiếm kỹ này, mục đích là vì chảm cường giả luân hồi cảnh. Trảm luân hồi cảnh. Dương Diệp nhíu mày. Hắn tu luyện đến luân hồi cảnh chẳng phải được sao? Còn tiêu tốn ngàn năm thời gian đi nghiên cứu kiếm kỹ này, ăn no rừng mỡ sao? Tu luyện đến luân hồi cảnh. Lão giả lắc đầu. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi căn bản không biết, muốn tu luyện đến luân hồi cảnh khó khăn cỡ nào. Bởi vì muốn đạt tới luân hồi cảnh, phải đi vào luân hồi, đương nhiên, không phải nói để cho hắn tự sát tiến nhập luân hồi. Mà dùng vô thượng thần thông để cho tinh thần niệm lực của mình vào luân hồi lịch lãm rèn luyện, tìm hiểu luân hồi. Biết không, rất nhiều cường giả âm dương cảnh bởi vì không cách nào tìm hiểu, bởi vậy vĩnh viễn ngủ say,
bởi vì tinh thần niệm lực của bọn hắn lâm vào luân hồi thế giới. Còn có một chút người thì cam nguyện trầm luân trong luân hồi thế giới, không muốn từ trong luân hồi trở lại sự thật. Nói tóm lại, muốn đạt tới luân hồi cảnh, khó, khó, cực kỳ khó. Cái kia cách ta còn xa lắm. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nói kiếm tu kia đi, ta có chút hiếu kỳ. Lão giả nói. Vị kiếm tu kia cũng là kỳ tài ngút trời, hắn muốn báo thù, mà cựu nhân của hắn là luân hồi cảnh, nhưng âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh chênh lệch quá lớn. 100 âm dương cảnh cũng không nhúc nhích được một cường giả luân hồi cảnh. Mà hắn biết rõ, mình tiến nhập luân hồi cảnh tỷ lệ cực kỳ nhỏ, hắn không muốn mạo hiểm, không phải hắn sợ chết, hắn là sợ chết rồi không cách nào báo thù. Cho nên hắn quyết định sáng tạo một môn kiếm kỹ có thể chảm cường giả luân hồi cảnh. Cuối cùng, hắn thành công. Một kiếm chém một vị cường giả luân hồi cảnh. Có di chứng hay không? Dương Diệp vội hỏi, hắn biết rõ, kiếm kỹ cường đại, đều là có di chứng. Di chứng gì chứ? Lão giả nói. Hắn dùng, là không có di chứng. Mà nếu như ngươi dùng, di chứng sẽ rất lớn. Dù sao ngươi không có thực lực như hắn lúc trước. Ngươi cũng biết, sử dụng lực lượng vượt qua thực lực bản thân, nhất định sẽ bị cắn trả. Trong dữ liệu, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Vì cái gì môn kiếm kỹ kia rơi vào tay của người? Bởi vì hắn là lão hữu của ta. Lão giả nói. Sau khi hắn giết cựu nhân của mình, đã sinh không thể luyến, cho nên để lại kiếm kỹ này cho ta, để ta về sau tìm một vị kiếm tu không tệ, sau đó để cho môn kiếm kỹ này truyền thừa xuống. Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói. Cho ta kiếm kỹ, chờ ta trở nên mạnh mẽ rồi, ta tới cứu người ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Lão giả lạnh nhạt nói. Vậy ngươi giữ lấy, sau đó tiếp tục đợi a. Dương Diệp nói xong, không chút do dự xoay người rời đi. Kiếm kỹ kia, hắn xác thực động tâm, nhưng hắn còn chưa tới tình trạng đánh mất chỉ số thông minh. Lão nhân này thực lực không tầm thường, nếu trước tiên cứu đối phương ra, khi đó đừng nói kiếm kỹ, có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Chậm đã. Lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía lão giả nói. Như thế nào? Ngươi cứu ta, ta mới có thể cho ngươi. Lão giả nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Hiện tại ta không cứu ngươi được, vẫn là câu nói đó, đồ đạc cho ta, ta có thực lực, tự nhiên sẽ tới cứu ngươi. Nếu ngươi không trở lại thì sao? Lão giả nói. Dương Diệp nhìn lão giả. Ngươi còn có lựa chọn sao? Không, ngươi không có lựa chọn, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục ngồi ở chỗ này đợi. Đợi có một ngày có người đi ngang qua, sau đó ngươi kéo hắn xuống. Ân, ta nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ kéo xuống một người có thể cứu ngươi. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Trong 3 năm tới cứu ta, dùng thần hồn của ngươi thề, trong 3 năm, phải tới cứu ta. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. 5 năm ta có nắm chắc. Hai người đối mặt hồi lâu, cuối cùng lão giả nói. Tốt, 5 năm, ta chờ ngươi 5 năm. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không sợ, lập tức mở ra quyển trục, rất nhanh, quyển trục hóa thành một nói quang mang chui vào mi tâm hắn. Hắn tự nhiên không sợ lão giả ra vẻ, có Hồng Mông Tháp. Bất kỳ vật gì đi vào trong cơ thể hắn, hắn cũng không sợ. Rất nhanh, sau khi quyển trục chui vào trong đầu hắn nhiều hơn một đạo tin tức. Hồi lâu, Dương Diệp mở mắt, sau đó nói. Kiếm xuất thương khung ai dám ngăn, một kiếm đoạn ngươi luân hồi lộ. Danh tự của kiếm kỹ này tên là Nhất Kiếm Luân Hồi. Nhất Kiếm Luân Hồi. Hai cái ý tứ, một kiếm có thể chảm cường giả luân hồi cảnh, còn có một ý tứ là có thể chặt đứt luân hồi của đối phương, là người bị kiếm kỹ này giết, không cách nào luân hồi. Trừ đó ra, còn có thể chặt đứt luân hồi nhân quả của bản thân. Lại là một vị kiếm tu cường đại. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, từ kiếm kỹ này có thể thấy được vị kiếm tu kia khủng bố, tu vi kiếm đạo của hắn, chỉ sợ không thua kiếm vô cực cùng Tiêu Dao Tử. Bất quá cái này cũng bình thường, thế giới lớn như vậy, kiếm tu nhiều như vậy, có mấy tuyệt thế kiếm tu, quá bình thường rồi. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía lão giả nói. 5 năm sau, vãn bối sẽ đến cứu tiền bối, nói được thì làm được.
Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Nhưng đi chưa được hai bước, hắn ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía lão giả nói. Cái kia, tiền bối, ngươi còn có huyền kỹ hoặc huyền bảo gì khác cường đại hay không? Dù sao bây giờ ngươi cũng không cần, không bằng đều cho ta đi. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Có rất nhiều, bất quá lão phu trí nhớ không tốt, rất nhiều đều quên. Ta nghĩ chờ ngươi lần sau đến, lão phu có thể nhớ lại. Đã minh bạch, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, muốn đi, nhưng lúc này lão giả đột nhiên nói. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, đừng qua hoàng thuyền, lão phu cũng không muốn tiếp tục chờ người tới nơi này. Bên hoàng thuyền kia đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu nói. Không biết, bởi vì biết, đều đã chết. Hung vực, là cấm địa của thế giới các ngươi, nhưng chỗ kia, là cấm địa của hung vực. Cấm địa của hung vực. Dương Diệp thật không ngờ, trong hung vực, vậy mà cũng có cấm địa, mà cái cấm địa này, chính là bên kia hoàng tuyền. Bên kia đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp càng rất hiếu kỳ. Phải biết, thực lực của lão nhân trước mắt này, tuyệt đối là siêu việt thần giả, mặc dù bây giờ đối phương là thần giả, nhưng trước kia tuyệt đối là siêu việt thần giả. Nhưng cho dù là hắn, đối với chỗ kia cũng kiêng kỵ không thôi. Có thể tưởng tượng, bên kia kinh khủng cỡ nào. Bên kia đến cùng có cái gì? Dương Diệp không hỏi, bởi vì hắn biết rõ, hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Như lão đầu nói, biết đến, đều đã chết. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua lão giả nói, có một điểm hiếu kỳ, vì cái gì ngươi bị nhốt ở chỗ này? Lão giả trầm mặc một hồi, sau đó nói. Tham lam, là nguồn gốc của tội lỗi. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Dương Diệp nhíu mày, những lời này, thôn trưởng linh tộc cũng đã nói. Đến tột cùng là có ý gì? Dương Diệp đang muốn tiếp tục hỏi, nhưng lão giả lại khoát tay áo nói. Đi thôi, rất nhiều sự tình, không cần phải biết rõ. Nói xong, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Thấy thế, Dương Diệp không có hỏi, nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, lão giả đột nhiên mở mắt, hắn nhìn địa phương Dương Diệp biến mất hồi lâu, sau đó nói. Thật là dị số. Nói xong, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Dương Diệp đi ra đáy nước, tới bờ đầm, Dương Diệp nhìn phía dưới hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Xâm nhập hung vực đến nay, hắn bái kiến quá nhiều yêu thú cường đại cùng người kỳ quái, ví dụ như Tiểu Thiên, còn có trung niên trước kia tặng hắn long ấn, linh tộc, còn có lão nhân hiện tại này. Những người kia, không chỉ thực lực cường đại, còn một cái so với một cái thần bí quỷ dị. Những người này đến tột cùng là những người nào? Vì cái gì bọn hắn cường đại như thế còn bị khốn ở chỗ này? Hung vực này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hắn muốn biết nhiều lắm, nhưng không có đáp án. Mà hắn hiện tại, cũng không có thời gian đi nghĩ những vật này. Hiện tại việc cấp bách nhất là tới U Ám xâm lâm, sau đó cầm sinh mệnh chi thủy. Nếu như thuận lợi cầm được sinh mệnh chi thủy, vậy lần này đã thành công. Phải biết, tuy cùng nhau đi tới trong lòng run sợ, nhưng đạt được bảo vật cũng rất nhiều. Duy nhất đáng tiếc là, hắn đạt được công pháp còn có huyền kỹ, kể cả nhất kiếm luân hồi, hắn không có thời gian tu luyện. Không có biện pháp, ở địa phương này, hắn căn bản không dám để cho mình triệt để tiến vào trong hồng mông tháp tu luyện, vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn, cái kia chính là chết người. Hơn nữa, so sánh với những thứ này, sinh mệnh chi thủy trọng yếu hơn. Cho nên những cái này chỉ có thể tạm hoãn. Không có sinh mệnh chi thủy, những vật kia đều là mây bay. Mạng, mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, vốn hắn muốn tiếp tục đi, nhưng giống như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên ngồi dưới đất, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Yêu thú trước kia bị đám thú đại hắc kéo vào trong hồng mông tháp, hắn thiếu chút nữa quên nó rồi. Trong hồng mông tháp, lúc này con yêu thú kia đã bị hồng mông tháp chơi hấp hối, thoạt nhìn có chút thê thảm. Dương Diệp cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi tới trước mặt con yêu thú kia nói. Theo ta, hoặc là chết. Đơn giản, trực tiếp. Hắn cũng không có thời gian cùng đối phương lại nhảy, không phục. Không sao, lần sau ta lại tới hỏi. Dù sao có hồng mông tháp chơi với ngươi. Yêu thú là có ngạo khí, còn yêu thú này cũng không ngoại lệ. Nghe Dương Diệp nói, trong mắt lập tức lộ ra hung quang, nếu như không phải không còn khí lực, nó khẳng định đã động thủ. Nhìn thấy một màn này,
Tiểu Điêu cùng đám thú đại hắc lập tức lắc đầu, chúng biết rõ, thằng này sẽ nếm mùi đau khổ. Quả nhiên, Dương Diệp quay người rời đi, một cổ lực lượng thần bí lại oanh lên người yêu thú. Yêu thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó bò trên mặt đất lạnh run. Dương Diệp không có để ý yêu thú kia, mà về tới trong hiện thực. Như hắn nói, hắn không có thời gian cùng đối phương hao tổn, không phục, không sao, Hồng Mông Tháp chơi với đối phương. Dù sao đối phương là chạy không thoát. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở phía chân trời, dắt lấy một vòng minh nguyệt. Ánh trăng. Dương Diệp nhíu mày, làm sao có thể thấy được ánh trăng? Hắn nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên, lúc này hắn phát hiện, vụ trướng ở bốn phía nhạt hơn rất nhiều, lúc này những vụ trướng kia bay bổng như khói, tuyệt đối không ảnh hưởng ánh mắt. Chung quanh là bình nguyên, liếc nhìn không tới đầu, rất rộng lớn. Cái này là địa phương nào? Vì sao không có vụ trướng? Dương Diệp nhíu mày, nơi này có chút khác thường, hắn không dám khinh thường. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đang muốn tiến lên, đúng lúc này từng tiếng thét chói tai từ chân trời truyền đến, tiếng như kim thiết mài nhau, chói tai đến cực điểm. Bất ngờ không đề phòng, hai lỗ tai của Dương Diệp bị đánh rách tả tơi, máu tươi từ trong hai tai tràn ra. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, vội vàng phóng ra kiếm ý bao vây lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một con chim khổng lồ, toàn thân đen kịt, dài ước chừng mấy vạn trượng, sự xuất hiện của nó trực tiếp bao trùm toàn bộ phía chân trời. Rất nhanh, chim khổng lồ đi tới trên đỉnh đầu Dương Diệp, nó cũng không có dừng lại, mà tiếp tục bay đi, nhưng thời điểm nó trải qua trên không Dương Diệp, nó đột nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, đối phương vậy mà phát hiện hơn. Dương Diệp không trốn, hắn cùng đối phương đối mặt, trong mắt chim khổng lồ có coi thường, triệt triệt để coi thường, tựa như một nhân loại đang nhìn một con kiến. Rất nhanh, chim khổng lồ thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay đi. Dương Diệp nhún vai, tuy hắn rất không thoải mái ánh mắt kia, nhưng không có biện pháp, hắn cũng không thể chạy lên đánh đối phương một chầu A. Từ xê khí tức đến xem, con chim này tuyệt đối mạnh hơn viễn cổ đế mãng rất nhiều, đối phương hẳn là thuộc về tồn tại yếu hơn cùng kỳ một chút, mạnh hơn viễn cổ đế mãng một chút. Mà nếu như cùng hắn sâu lâu, nói thực, hắn thật đúng là đánh không lại người ta. Cho nên đối phương dùng ánh mắt kia xem hắn, thậm chí không để ý hắn, không nhìn thẳng hắn. Bất quá cái này cũng hợp ý hắn, hắn cũng không muốn phức tạp. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Lại tới đây, mặc kệ nhìn thấy cái gì, hắn cũng sẽ không như lúc mới tới chấn kinh. Dù sao ở đây xuất hiện cái gì, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Đi không sai biệt lắm một lúc lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn xa xa, trong mắt có vẻ hưng phấn cùng kích động. Bởi vì ở trước mặt hắn, là một khu rừng rậm rạp, một mắt nhìn đi, rậm rạp chằng chịt cổ thụ, những cây này cực kỳ cao, mỗi một cây đều chỉ ít có gần trăm trượng. U ám xâm lâm. Dương Diệp không quá xác định cái này đến cùng có phải u ám xâm lâm hay không, nhưng hắn cảm thấy có lẽ là nó. Bất quá vẫn phải xác nhận thoáng một phát. Hắn quét nhìn bốn phía, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp tiến nhập rừng rậm. Vừa mới tiến rừng rậm, Dương Diệp có một loại cảm giác, nhỏ bé, giờ phút này, hắn cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, bởi vì cây chung quanh quá cao. Trên mặt đất rơi là tả một ít lá rụng còn lớn hơn cả hắn. Đây tựu là u ám xâm lâm đi à nha. Trong lòng Dương Diệp thầm nhủ, đối với chỗ này đến cùng phải u ám xâm lâm hay không? Hắn vẫn còn có chút không xác định, dù sao hắn chưa tới, mà hỏi đám thú đại hắc, chúng đồng dạng không xác định, bởi vì chúng cũng chưa tới. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn tiếp tục đi vào sâu. Trên đường đi, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu khởi động, âm thầm đề phòng. Hắn có chút sợ vạn nhất đột nhiên nhảy ra quái vật gì, sau đó đánh hắn trở tay không kịp. Ở địa phương này, loại chuyện kia là hoàn toàn có khả năng. Cho nên không thể có chút thư giãn. Nhưng để cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn là, dọc theo con đường này, đừng nói yêu thú, một con muỗi cũng không có. Cực kỳ yên tĩnh. Rất không bình thường. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhướng mày, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên toàn bộ đại địa rung rẩy kịch liệt, sau đó đủ loại yêu thú đột nhiên từ đằng xa lao ra. Rất nhiều yêu thú,
dạng gì cũng có, những yêu thú này như nổi điên, chạy về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, tranh thủ ẩn trốn đi. Cũng may những yêu thú này giống như bị đuổi, không có phát hiện hắn. Dương Diệp cẩn thận đánh giá, những yêu thú này thực lực đều rất mạnh, loại hình rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là hắn không biết. Dương Diệp phát hiện, ở trong mắt chúng đều mang theo vẻ lo lắng cùng kiêng kỵ. Có đồ vật gì đó truy chúng. Dương Diệp nhíu mày, khả năng không lớn a. Những yêu thú này đều có thể so với cường giả thần giả cảnh, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, cái gì có thể truy chúng điên cuồng chạy thục mạng. Trong tràng, sau khi yêu thú chạy hết, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Mặc kệ nơi này có phải u ám xâm lâm hay không, mặc kệ bên kia có tồn tại khủng bố gì, hắn cũng phải tiến lên. Sinh mệnh chi thủy, phải đạt được. Với hắn mà nói, lúc này đây, không thành công, thì sẽ xả thân. Trên đường đi, không ngừng có yêu thú từ sâu trong rừng rậm chạy đến, không chỉ chạy trên mặt đất, bay trên bầu trời cũng có, những yêu thú này đều như kiêng kỵ cái gì, cả đám điên cuồng chạy. Cái này để cho thần sắc của Dương Diệp càng thêm ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn cơ hồ đã có thể xác định, bên kia nhất định là xảy ra chuyện gì, hoặc là nói, có cái gì khiến những yêu thú này kiêng kỵ, phải nói cực kỳ sợ hãi, bằng không thì những yêu thú này sẽ không thất thố như thế, điên cuồng thoát đi rừng rậm này như thế. Lúc này hắn nghĩ tới con chim khổng lồ lúc trước. Hình như con chim khổng lồ kia cũng đang trốn chạy. Đúng lúc này, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa, một nhân ảnh đang nhanh chóng chạy về bên này, tốc độ bóng người rất nhanh. Nhanh đến hắn vừa chứng kiến, đối phương cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn ngàn trượng. Thế cho nên hắn cũng không có thấy rõ bộ dáng của đối phương. Bất quá rất nhanh, nhân ảnh kia đột nhiên đi vòng về. Sau đó xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, khi thấy đối phương, hai mắt Dương Diệp trợn lên. Ngươi, là ngươi. Người trước mắt kia là ai? Đúng là lúc trước Dương Diệp vừa mới tiến vào hung thành, gặp được nữ tử mặt nạ, lúc ấy đối phương thiếu chút nữa một đao miểu sát hắn. Bởi vậy đối với nữ tử mặt nạ này, hắn ấn tượng có chút khắc sâu. Nhưng hắn làm sao nghĩ đến, lại gặp đối phương ở chỗ này. Đối phương cũng xâm nhập hung vực. Là ngươi. Trong mắt nữ tử mặt nạ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp Dương Diệp ở chỗ này. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Dương Diệp hỏi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nữ tử hỏi lại. Dương Diệp nói. Đến tìm một vật. Tới tìm truyền thừa. Nữ tử nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, không thể không nói, lúc trước hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương, nữ nhân này có thể độc thân tới đây. Không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó hỏi. Ta thấy ngươi từ bên kia chạy đến, trừ ngươi ra, còn có rất nhiều yêu thú, bên kia xảy ra chuyện gì sao? Nữ tử mặt nạ khẽ lắc đầu. Ta cũng không rất rõ ràng, bởi vì ta không có xâm nhập, cũng không cách nào xâm nhập, quá nhiều yêu thú, rất dễ dàng bị phát hiện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bổn sự ẩn nấp của ngươi rất mạnh. Vừa rồi ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không có phát hiện ngươi. Vậy cuối cùng ngươi làm sao phát hiện được ta? Dương Diệp hỏi. Đối với đối phương phát hiện hắn, hắn cũng có chút tò mò. Nhưng nữ tử lại lắc đầu. Không thể nói cho ngươi biết. Dương Diệp nhún vai, lại nói. Còn có một vấn đề, nơi này là u ám xâm lâm. Không biết. Nữ tử mặt nạ nói. Trước kia mặc dù có tiến vào hung vực. Nhưng chưa bao giờ xâm nhập, cái này là lần đầu tiên, khả năng cũng là lần cuối cùng. Nơi đây quá mức nguy hiểm, dùng thực lực của ta bây giờ, lại xâm nhập, vô cùng có khả năng không thể quay về. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta là vì một ít nguyên nhân, mới có thể đi đến nơi đây, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cũng có thể đi đến nơi đây, xem ra, ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải tranh tài một trận. Có cơ hội mà nói, có thể luận bàn một chút. Dương Diệp nói, đối với cùng cao thủ luận bàn, hắn cực kỳ cam tâm tình nguyện, bởi vì như vậy, có thể biết rõ thiếu sót của mình, có thể tăng lên mình. Mà cô gái trước mắt này, ở trong đám người dùng đao, là mạnh nhất hắn bái kiến. Đao của nàng, quá sắc bén, quá nhanh. Đặc biệt là đao tốc, ngay cả hắn cũng tim đạp nhanh. Nữ tử mặt nạ khẽ gật đầu, sau đó nói. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đi tới, ta
ta khuyên ngươi một câu, đừng đi tới nữa. Tuy ta không biết đến tột cùng là cái gì làm cho những yêu thú cai kiêng kỵ như thế, không tiếc trốn ra địa bàn của mình, nhưng không hề nghi ngờ, cái kia tuyệt đối không phải ta và ngươi lúc này có thể chống lại. Dương Diệp cười cười. Đa tạ hảo ý, bất quá ta vẫn quyết định tiếp tục đi tới. Nữ tử mặt nạ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Chúc ngươi may mắn. Ngươi bây giờ là muốn đi ra ngoài ư? Dương Diệp hỏi. Nữ tử mặt nạ khẽ lắc đầu. Ta muốn nhìn xung quanh, tuy nơi đây hung hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, cho nên ta quyết định nhìn một chút. Dùng tốc độ của ta, trừ khi là siêu cấp yêu thú, bằng không thì yêu thú bình thường khó có thể giết ta. Cũng phải. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tốc độ của nữ nhân này cực kỳ nhanh, có thể nói, ở phương diện tốc độ, hắn thúc ngựa cũng cản không nổi đối phương. Hiện tại hắn có chút minh bạch vì cái gì đối phương có thể đến nơi đây rồi. Ngoại trừ thực lực cường đại, còn có một nguyên nhân, chính là tốc độ của đối phương. Nữ nhân này muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng chỉ có cùng kỳ mới đuổi kịp. Lúc này nữ tử nói, ta còn có chuyện, cáo từ. Sau này còn gặp lại. Dương Diệp gật đầu nói. Nữ tử khẽ gật đầu, không nói chuyện, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài vạn trượng. Tốc độ nhanh đến thấy không rõ, coi như là Dương Diệp cũng thấy không rõ. Nhìn nữ tử biến mất hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu nói. Xem ra, về sau phải luyện tốc độ một chút. Tốc độ nhanh, chỗ tốt nhất định là có. Tiến có thể công, lui có thể trốn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp đang muốn tiếp tục đi tới, đột nhiên hai mắt hắn nhắm lại, một tia phân thân tiến nhập trong Hồng Mông Tháp. Phân thân Dương Diệp đi tới trước mặt con yêu thú vẫn còn bị Hồng Mông Tháp trấn áp kia, lúc này ở bên cạnh nó, thêm một người, người này dĩ nhiên là Tiểu Thiên. Nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt yêu thú đã hấp hối xuất hiện một vòng hung quang, bất quá rất nhanh, hung quang tán đi, biến thành kiêng kỵ. Dương Diệp không có để ý yêu thú, mà nhìn về phía Tiểu Thiên, bởi vì là Tiểu Thiên gọi hắn vào. Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nói khẽ. Có thể đừng khi dễ chúng hay không? Chúng, đều thật đáng thương. Dương Diệp đánh giá Tiểu Thiên, sau đó nói. Tiểu Thiên, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi có phải yêu tộc hay không? Kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi, bởi vì những yêu thú này, thật sự là quá cho Tiểu Thiên mặt mũi. Mà Tiểu Thiên cũng cực kỳ chiếu cố những yêu thú này. Bởi vậy hắn hoài nghi đối phương là yêu tộc. Tiểu Thiên lắc đầu nói. Ta cũng không biết mình là tộc gì. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Thiên đi tới trước mặt con yêu thú kia, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đầu yêu thú nói. Không có chuyện gì đâu, theo hắn 5 năm là tốt rồi. 5 năm sau, người có thể tự do. Hơn nữa, tuy hắn là mệnh cách thiên sát cô tinh, nhưng lại có đại khí vận, người theo hắn, nói không chừng cũng là cơ duyên của ngươi. Yêu thú nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, không có do dự, nó nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp không khỏi nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, mặt mũi của cô bé này, không phải lớn bình thường a. Hắn bây giờ rất muốn đẩy Cùng Kỳ ra ngoài, nhìn xem Cùng Kỳ có thể cho nàng mặt mũi hay không. Bất quá đáng tiếc, Cùng Kỳ thôn vệ năng lượng, tạm thời không cách nào đi ra. Cứ như vậy, ở dưới Tiểu Thiên khuyên giải. Còn yêu thú kia thần phục Dương Diệp, tuy chỉ có 5 năm, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, đã đầy đủ rồi. Bởi vì con yêu thú này là mặt trâu thân người, bởi vậy Dương Diệp lấy cho đối phương một danh tự mà hắn cho rằng cực kỳ phù hợp, Tiểu Ngưu. Đã có Tiểu Ngưu gia nhập, bây giờ Dương Diệp hắn có được số lượng yêu thú, tăng thêm Cùng Kỳ, là 6 con. 6 con, tăng thêm hắn, có thể nói đội hình của bọn hắn có thể trà đạp 30 vị cường giả thần giả cảnh. Bởi vì bất kể là Tiểu Ngưu hay Viễn Cổ Đế Mãng, đây tuyệt đối là có thể dùng một địch ba, về phần Cùng Kỳ, vậy thì càng không cần phải nói. Dùng thực lực của nó bây giờ, dùng một khiêng năm khẳng định cũng không có vấn đề gì. Có thể nói, lần này tới hung vực, thu hoạch cực kỳ to lớn, đương nhiên, nếu như có thể thuận lợi đạt được sinh mệnh chi thủy, vậy thì càng hoàn mỹ. Mà nếu như không thể đạt được sinh mệnh chi thủy, tất cả chỉ là mây bay. Nếu như mệnh cũng bị mất, lại nhiều bảo vật, nhiều yêu thú, thì có làm được cái gì? Sinh mệnh chi thủy. Trong tràng, Dương Diệp mở mắt, hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, y nguyên còn có yêu thú không ngừng từ trong rừng rậm chạy ra.
Dương Diệp nhìn cũng kinh hãi không thôi, ở chỗ này, thật là thần giả như cẩu. Có thể nói, yêu thú và người ở đây có thể đi ra ngoài mà nói, toàn bộ hạ vị diện cộng lại khẳng định cũng đánh không lại bọn hắn. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn bái kiến yêu thú, cơ bản đều rất khủng bố. Theo như hắn đoán chừng, khả năng cũng chỉ có đại thế giới, mới có thể chống lại hung vực. Tuy hung vực rất khủng bố, kể cả bên kia hoàng tuyền còn không biết, nhưng đại thế giới cũng không thể khinh thường. Phải biết đám người minh nữ đều đến từ đại thế giới. Đại tỷ còn có nhị tỷ của U Minh Điện, hắn chưa từng gặp qua, nhưng thực lực của các nàng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, mà ở đại thế giới, còn có thế lực không kém U Minh Điện các nàng. Còn có kỳ tài ngút trời như kiếm vô cực, nhưng hắn ở đại thế giới cũng không thể tính toán vô địch, hắn ở thời đại kia, chỉ có thể nói mạnh nhất trong kiếm tu. Có thể tưởng tượng, thế lực ở đại thế giới sao mà khổng lồ. Bất quá hung vực cũng không đơn giản, đến tột cùng là đại thế giới mạnh, hay hung vực mạnh, vậy thì không được biết rồi. Dù sao song phương không có đánh qua. Thời gian dần trôi qua, theo Dương Diệp xâm nhập, yêu thú từ trong rừng rậm chạy ra càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, không sai biệt lắm mỗi cách nửa canh giờ mới có thể chứng kiến mấy yêu thú chạy đến. Chứng kiến những yêu thú này, ánh mắt Dương Diệp lửa nóng. Bởi vì nếu như có thể đưa những yêu thú này vào Hồng Mông Tháp, vậy hắn hoàn toàn có thể tổ kiến một binh đoàn yêu thú rồi. Bất quá hắn không dám làm như thế. Ở chỗ này, gây ra động tĩnh quá lớn, có thể sẽ lọt vào vây công. Tiếp tục xâm nhập, ước chừng qua một lúc lâu, Dương Diệp cơ bản không có nhìn thấy yêu thú rồi. Cái này để cho thần sắc Dương Diệp không khỏi ngưng trọng lên, hắn thả chậm tốc độ, hơn nữa thời khắc đề phòng. Cảm giác xấu. Đến bây giờ, hắn càng ngày càng có một loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, hắn nghiêng tai lắng nghe. Thùng thùng. Từng thanh âm ở phía xa vang lên, thanh âm này có chút giống tiếng bước chân, mới đầu rất nhẹ, nhưng thời gian dần trôi qua, thanh âm càng ngày càng lớn. Không chỉ như thế, Dương Diệp còn phát hiện, mặt đất còn hơi run lên. Rất nhanh, thanh âm kia càng ngày càng nặng. Qua không sai biệt lắm tầm 10 tức, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung kịch liệt, không chỉ mặt đất, cây cối chung quanh cũng run rẩy kịch liệt, vô số lá cây nhao nhao từ trên cây trút xuống, giống như mưa. Cùng lúc đó, thanh âm kia cũng biến thành tựa như tiếng sấm, mỗi lần vang lên, đều đinh tai nhức óc. Dương Diệp nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, xa xa đến tột cùng là cái gì? Trong tràng, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đã có thoái ý. Trực giác nói cho hắn biết. Mặc kệ xa xa là cái gì, khẳng định cũng không phải hắn có thể chống lại. Tạm lánh mũi nhọn. Thời điểm Dương Diệp muốn lui, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm khàn giọng, kiếm kiếm kiếm. Dương Diệp sửng sốt, cái đồ chơi gì? Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía xa xa, không biết nhìn thấy gì, hai mắt hắn trợn lên. Đừng dọa ta. Dương Diệp nhìn thấy gì? Cử nhân. Cự nhân chống trời. Ở bên ngoài vạn trượng. Hắn thấy được một cự nhân chống trời, lớn bao nhiêu? Cao khoảng chừng ngàn trượng, đó là cái khái niệm gì? Cái kia còn cao hơn một ngọn núi nhỏ a. Ở trên người cự nhân, quấn quanh lấy một xiềng xích màu vàng vừa thô vừa to, xiềng xích màu vàng này, Dương Diệp nhìn thấy qua, ở đáy nước nhìn thấy qua. Xiềng xích trên người lão giả cũng là loại này, chỉ có điều trên người cự nhân quấn quanh xiềng xích thì lớn hơn rất nhiều. Đây là cái đồ chơi gì? Con mắt Dương Diệp trợn tròn, không thể không nói, hắn hoàn toàn bị khiếp sợ rồi. Cử nhân lớn như vậy, trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua a. Không cần phải nói, sở dĩ những yêu thú kia chạy trốn, tuyệt đối là vì thằng này. Hắn nhìn không ra cảnh giới của đối phương, nhưng chỉ nhìn hình thể, cũng đã để cho người tuyệt vọng. Cự nhân nhìn phía trước, mang theo một tia mờ mịt, nó chậm rãi đi về phía trước, trong miệng không ngừng nói. Kiếm! Dương Diệp nhíu mày, thằng Nà Ly đang tìm kiếm. Không có suy nghĩ, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, muốn rút lui. Cự nhân này, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại, đừng nói hắn, giúp tăng thêm đám thú viễn cổ đế mãng cũng không thể chống lại đối phương. Mà thời điểm Dương Diệp chuẩn bị rút lui, xa xa cự nhân kia đột nhiên cúi đầu, nhìn về ca phía Dương Diệp, trong chốc lát, hai chùm tia sáng từ trong mắt cự nhân kích bắn ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới vị trí của Dương Diệp. Thấy mình bị cự nhân phát hiện, sắc mặt Dương Diệp đại biến, muốn chuồn đi, nhưng đã chậm.
Bởi vì hai chùm tia sáng đã đi tới đỉnh đầu hắn, đối với cự nhân mà nói, hai chùm tia sáng cũng chỉ là hai chùm tia sáng, nhưng với hắn mà nói, hai chùm tia sáng kia to lớn, giống như là trời sập, bởi vì chùm tia sáng trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn trượng xung quanh. Không chỗ có thể trốn. Không chút do dự, Dương Diệp rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí từ trong cổ sao thoáng hiện, sau đó trực tiếp oanh lên chùm tia sáng. Kiếm khí của Dương Diệp ầm ầm nghiền nát, tốc độ của chùm tia sáng không giảm, trực tiếp oanh về phía Dương Diệp. Rầm rầm. Chỗ trước kia Dương Diệp đứng, bị oanh trở thành một hố to sâu không thấy đáy. Cũng may Dương Diệp đã thoát đi, trước kia kiếm khí ngăn cản chùm tia sáng, hắn cũng đã chuồn đi rồi. Bởi vậy không có bị thương. Mà hắn còn không có chạy bao lâu, hắn liền phát hiện, khí tức của cự nhân kia lại tập trung hắn rồi. Kiếm. Theo cự nhân lẩm bẩm, hai chùm tia sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống, sau đó bắn về phía Dương Diệp. Phát giác được lại có hai chùm tia sáng đánh úp lại, Dương Diệp kinh hãi, hắn không có xuất kiếm, mà tốc độ nhanh hơn, trực tiếp thoát đi tại chỗ. Rầm rầm. Hắn vừa thoát đi, chỗ lúc trước hắn đứng lần nữa biến thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Trong quá trình chạy trốn, Dương Diệp liếc qua hố to, khi thấy cái hố to kia, hắn lập tức nheo mắt, vừa rồi nếu như hắn bị hai chùm tia sáng kia oanh trúng, tuyệt đối là bị oanh thành cặn bã. Cái chùm tia sáng này, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tăng thêm tốc độ bay đi. Nhưng khí tức của cự nhân kia lại một mực tập trung hắn. Để cho hắn kinh hãi nhất là, đừng nhìn cự nhân này hình thể to lớn, nhưng tốc độ một chút cũng không chậm. Đi một bước không sai biệt lắm ngàn trượng, hơn nữa, đối phương còn có thể chạy. Đáng sợ hơn là, đối phương có được công kích từ xa, hơn nữa hay là phạm vi lớn. Hai chùm tia sáng kia thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến hắn không dám ngạnh kháng. Đánh không lại bỏ chạy. Dương Diệp thi triển tốc độ của mình đến cực hạn, lúc này tốc độ của hắn đã nhanh hơn tia chớp, nhưng vẫn không thể vứt bỏ cự nhân kia một mực theo sát hắn. Hơn nữa khí tức thời thời khắc khắc khóa hắn, để cho hắn không chỗ nào ẩn trốn. Càng làm cho hắn căm tức là, đối phương thỉnh thoảng cho hắn hai chùm tia sáng. Mới đầu, hắn tưởng rằng đối phương phát hiện hắn, sau đó xuất thủ với hắn, nhưng hiện tại hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì đối phương đây là đang nhằm vào hắn. Có chút cảm giác không chết không ngớt. Đây là vì cái gì? Bởi vì kiếm, bởi vì mình là kiếm tu. Trong chạy trốn. Dương Diệp chau mày, trong miệng cự nhân không ngừng nói kiếm. Giống như đối với kiếm có chấp niệm rất sâu, mà hắn vừa rồi dùng chính là kiếm. Thằng này hận kiếm tu, sau đó mình vừa lúc là kiếm tu. Sẽ không xui xẻo như vậy à? Khóe miệng Dương Diệp co giật, nếu thật là nguyên nhân này, vậy hắn cũng quá xui xẻo đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chính yếu nhất là trước thoát khỏi đối phương. Hắn ngược lại có nghĩ kéo đám thú đế mãng ra đánh một trầu. Nhưng hắn biết rõ, cho dù cuối cùng bọn họ có thể chiến thắng cự nhân, nhưng khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nói không chừng, sau khi bọn hắn tổn thất thảm trọng, cũng không cách nào giải quyết cự nhân. Hắn không cùng cự nhân chính diện giao thủ, nhưng nhìn hình thể của đối phương, hắn biết rõ, phòng ngự khẳng định mạnh hơn thạch nhân. Cho nên hắn quyết định trốn. Bởi vì cùng đối phương chính diện khai chiến, mặc kệ thắng hay thua, đều không có lợi. Nhưng cự nhân kia lại không có ý buông tha hắn, một đường đuổi sát, khí tức một mực khóa hắn, để cho hắn căn bản không cách nào bỏ qua đối phương. Cái này để cho Dương Diệp có chút nén giận. Trên đường đi, hắn chạy loạn, cũng gặp phải một tí yêu thú, nhưng những yêu thú này không chỉ không xuất thủ với hắn, trái lại quay người bỏ chạy. Bởi vì ở phía sau hắn có cự nhân A. Những yêu thú này hiển nhiên là cực kỳ e ngại cự nhân, nhìn thấy nó liền bỏ chạy. Mà Dương Diệp vì có thể bỏ qua đối phương, chuyên môn nhắm núi cao chạy, hy vọng dùng những núi cao này ngăn cản cự nhân, nhưng hắn thất vọng rồi. Bất kể là bao nhiêu núi, cũng không có ngăn lại cự nhân, không phải đối phương biết bay, mà đối phương trực tiếp đụng qua. Sau đó từng tòa đại sơn không ngừng sụp đổ, nhưng cự nhân lại một chút sự tình cũng không có. Cái này triệt để đoạn tuyệt ý niệm cùng đối phương đánh một trận của Dương Diệp. Hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra khẳng định cũng không thể giết chết, không, đánh thương đối phương cũng không được. Cự nhân này, không phải biến thái bình thường. Tranh thủ thời gian trốn. Đánh không lại bỏ chạy, không có gì mất mặt, đánh không lại còn muốn lên, cái này là ngu xuẩn.
Dù sao cùng đối phương liều ngươi chết ta sống, không có nửa điểm chỗ tốt. Thua thì không cần nói, nhưng thắng có lợi sao? Không có lợi, cùng đối phương dốc sức liều mạng, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Sự tình không có lợi, hắn mới không đi dốc sức liều mạng. Tuy hắn vung không hết đối phương, nhưng đối phương cũng đuổi không kịp hắn. Về phần phương diện huyền khí, chỉ cần không thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, dùng số lượng huyền khí của hắn, chạy 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề. Ngươi không phải có thể đụng ư, ta xem ngươi có thể đụng bao nhiêu. Dương Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua cự nhân, sau đó tốc độ nhanh hơn, bởi vì có cự nhân, hắn không sợ yêu thú, nơi nào cũng dám chạy, dù sao có yêu thú đi ra tìm phiền toái, khi đối phương chứng kiến cự nhân, sẽ lập tức chuồn đi. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo cự nhân ở trong hung vực khắp nơi chạy loạn, hung vực gà bay chó sủa. Đối với Dương Diệp, rất nhiều yêu thú tự nhiên là hận nghiến răng, bởi vì hắn mang đến cự nhân, trực tiếp phá hủy địa bàn của chúng. Nhưng bởi vì có cự nhân, chúng không dám đi tìm Dương Diệp, cho nên Dương Diệp càng không kiêng kỵ gì. Nhìn thấy núi là chạy, mà cự nhân thì nhìn thấy núi liền đụng. Mặc kệ bao nhiêu núi hắn cũng đụng. Ở trước mặt cự nhân, mặc kệ bao nhiêu núi cũng sập. Cứ như vậy, Dương Diệp chạy, cự nhân truy, toàn bộ hung vực gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Đừng nhìn Dương Diệp chạy nhẹ nhõm, kỳ thật hắn thời thời khắc khắc trong lòng run sợ, bởi vì con mắt của cự nhân kia quá kinh khủng. Thỉnh thoảng đến mấy chùm tia sáng, để cho hắn đau đầu. Một đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra căn bản không cách nào ngăn trở hai chùm tia sáng của đối phương, mà hai đạo điệp ra lại quá lãng phí huyền khí, bởi vậy trên đường đi, hắn chỉ có thể dùng phương thức trốn tránh đến tránh né đối phương, nhưng nhiều lần thiếu chút nữa bị oanh trúng. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Ngay từ đầu, hắn cho rằng cự nhân không ngừng đụng đại sơn, nhất định sẽ bị thương, nhưng cho tới bây giờ, đối phương ít nhất đã đụng gần 100 đại sơn rồi, nhưng thoạt nhìn giống như không có việc gì. Đối phương phòng ngự, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể nói, lại đến 100 tòa đại sơn, đối phương khả năng cũng sẽ không có vấn đề gì. Biện pháp để cho đối phương đụng núi là không thể thực hiện được rồi. Thế nhưng hắn không có biện pháp khác. Trong lúc này, hắn có nghĩ qua tìm đối phương hảo hảo câu thông, nhưng hắn thất bại. Cự nhân chỉ biết nói một chữ, cái kia chính là kiếm. Ngoại trừ chữ này, đối phương cái gì cũng không nói, sau đó là phóng chùm ánh sáng. Không có cách nào trao đổi, lại không thể chiến. Vậy thì xấu hổ rồi. Không biết qua bao lâu, con mắt Dương Diệp đột nhiên sáng ngời, bởi vì hắn thấy được nước, ở phía trước cách đó không xa, xuất hiện một con sông bề rộng chừng hơn 3.000 trượng, độ rộng không quá lớn, nhưng lại rất dài, hai bên trái phải căn bản nhìn không tới đầu. Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động, trực tiếp bay qua sông. Hiện tại hắn hy vọng sông này sâu một chút, như vậy cự nhân sẽ không qua được. Lúc bay qua sông, Dương Diệp phát hiện ở bờ sông có một tấm bia đá, nhưng hắn không xem, hiện tại hắn đâu có tâm tư nhìn bia đá. Dương Diệp tăng tốc độ lên tới cực hạn, trong chớp mắt biến mất ở cách đó không xa. Nếu như Dương Diệp hơi chút lưu ý sẽ phát hiện, cự nhân căn bản không có đuổi theo, đối phương ngừng lại ở bờ sông, không chỉ ngừng, còn chậm rãi lui về sau. Mà sau khi Dương Diệp bay qua sông, thì không quay đầu lại, hắn cũng không dám quay đầu lại a. Một cái không cẩn thận, tiếp theo sẽ bị cự nhân đuổi theo, một khi bị đuổi kịp, chuyện kia liền lớn rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp biến mất ở xa xa. Mà cự nhân thì không ngừng lui về sau. Trước kia, nếu như Dương Diệp liếc mắt nhìn tấm bia đá, hắn sẽ dừng lại. Trên tấm bia đá chỉ có 3 chữ. Hoàng Tuyền Hà. Cự nhân không ngừng lùi về sau, càng lùi càng nhanh, rất nhanh, nó đã lùi gần 1000 trượng, cách con sông rất xa. Hắn nhìn bên kia sông rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Mà Dương Diệp thì sao? Lúc này Dương Diệp vẫn còn tăng thêm tốc độ. Ước chừng 15 phút sau, Dương Diệp ngừng lại, lúc này hắn mới phát hiện, cự nhân không có theo tới. Dương Diệp nhíu mày, chẳng lẽ đối phương thật sự hãm ở trong con sông kia rồi? Trầm tư một hồi, Dương Diệp lắc đầu, quyết định không đi quản đối phương. Hắn đương nhiên sẽ không quay đầu lại nhìn xem. Vạn nhất quay đầu lại đụng phải đối phương, vậy thì tìm chết rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía, lúc này hắn đã phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Bởi vì lúc trước mang theo cự nhân chạy lung tung, hắn đã sớm mất phương hướng.
bất quá ở đây thoạt nhìn, giống như không có nguy hiểm gì. Dương Diệp nhìn lướn qua bốn phía, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tại đây, phụ trướng cũng không quá đậm, như khói bay bổng, cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Một mắt nhìn đi, có thể thơ si rõ cảnh vật trong ngàn trượng. Nhưng vượt qua ngàn trượng, thì có chút mơ hồ. Bất quá cũng may, bởi vì nơi này tốt hơn những địa phương trước kia nhiều lắm. Trên đường đi, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía, hiện tại hắn muốn làm tinh tường mình ở địa phương nào, ở vị trí nào, hắn cũng không phải tới đây mò mẫm đi dạo, mục tiêu của hắn là u ám xâm lâm. Đi đi, Dương Diệp cảm thấy có chút không đúng. Trên đường đi, cực kỳ tĩnh, không có một chút sinh khí, ở đây tĩnh không giống rừng rậm lúc trước, phiến rừng rậm kia tĩnh là yên tĩnh, nhưng còn có sinh khí, mà ở đây, phảng phất như bị đọng lại, không chỉ tĩnh, ngay cả một chút sinh khí cũng không có. Rất nhiều người khả năng không rõ đồ vật hư vô mờ mịt như sinh khí, nhưng nếu như một mình ngươi ở lúc đêm dài người tĩnh đi vào mộ địa sẽ minh bạch. Có điểm gì là lạ? Dương Diệp nhíu mày, trong lòng của hắn bay lên một cảm giác xấu, hơn nữa cảm giác này theo hắn xâm nhập, càng ngày càng mãnh liệt. Đến cấp bậc như hắn, đối với nguy hiểm, đều là có cảm ứng nhất định. Khi cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm, Dương Diệp không khỏi ngừng lại, bởi vì lúc trước cho dù gặp được cự nhân, hắn cũng không có loại cảm giác này. Phía trước khẳng định có tồn tại rất nguy hiểm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chuẩn bị rút lui, không thể đi tới. Mà đúng lúc này, một trung niên mặc hoa bào đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, bởi vì đối phương xuất hiện quá đột ngột. Không có một chút dấu hiệu, cứ như vậy lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng qua, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp nhanh chóng chuyển động. Hắn đề phòng, đồng thời đánh giá trung niên hoa bào, trung niên bề ngoài khoảng 30-40 tuổi, đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng đối phương là cái tuổi này. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, là có thể tùy thời để cho dung mạo của mình bảo trì ở trẻ tuổi. Trung niên mặc hoa bào, đầu đội khăn vuông, tay cầm sách cuốn, nhìn từ ngoài như một thư sinh, tao nhã, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng Dương Diệp sẽ không cho rằng như vậy, người ở nơi này, khẳng định sẽ không có loại lương thiện. Trung niên nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó nói. Thật nhiều năm không có người đi tới nơi này, không nghĩ tới. Hôm nay tới một người, hơn nữa chỉ là một hư giả cảnh, được đó. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một bàn cờ xuất hiện ở trước mặt, cùng lúc đó xuất hiện còn có hai cái ghế. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Trung niên làm một thủ thế mời. Tới, đánh cờ. Nói xong, hắn ngồi xuống. Đánh cờ. Dương Diệp lắc đầu. Không giành. Cờ, hắn có biết, đó là lúc nhỏ mẫu thân dậy. Khi đó hắn không có việc gì sẽ cùng tiểu giao chơi. Bất quá đối với cờ, hắn ngay cả nhập môn cũng không tính. Không có sao. Trung niên cười nói. Ai cũng từ tân thủ tới, lúc đầu ta cũng vậy. Mà ngươi, sát ý quá thịnh, lệ khí quá nặng, cần tĩnh tâm thoáng một phát. Dương Diệp đánh giá đối phương, sau đó ngồi xuống, nhìn thấy Dương Diệp ngồi xuống, trung niên mỉm cười, sau đó nói. Ở xa tới là khách, ngươi trước. Dương Diệp cũng không khách khí, cầm lấy một quân cờ đen hạ xuống chính giữa bàn cờ. Nhìn thấy chiêu thức ấy của Dương Diệp, trong mắt trung niên hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nước này, không bố cục, đi lên chính là muốn chiến. Người trẻ tuổi, bộc lộ tài năng, có thể lý giải. Nói xong, hắn cầm lấy một quân cờ trắng hạ xuống. Dương Diệp đánh cờ giống như hắn làm người, không có nhiều quanh co lòng vòng. Lên là cùng trung niên chém giết. Ngọc Thạch câu phần. Đương nhiên, Dương Diệp là hoàn toàn ở hạ phong, bất quá hắn không thèm để ý. Dương Diệp cầm lấy một quân cờ rơi xuống, sau đó nói. Tiền bối, hỏi ngươi một sự tình. Cứ nói đừng ngại. Trung niên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên, không thể không nói, trung niên này rất dễ nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói. Lần này vãn bối tới. Mục đích là đi u ám xâm lâm, thế nhưng vừa rồi gặp được một đại gia hỏa, bị nó truy không cẩn thận lạc đường. Cho nên muốn hỏi tiền bối một chút, u ám xâm lâm đi như thế nào? Lạc đường. Trung niên đang muốn hạ cờ rừng ở trên không trung, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người tới đây, là vì lạc đường. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Khó trách. Trung niên khẽ gật đầu, sau đó đánh giá Dương Diệp.
tuổi thọ chưa đủ, người muốn đi u ám xâm lâm, là vì đạt được sinh mệnh chi thủy. Đúng vậy. Dương Diệp cũng không giấu giếm. Trung niên hạ cờ, sau đó nói. Cái đồ chơi kia, ngược lại có thể giúp ngươi kéo dài tánh mạng. Dùng thiên phú cùng thực lực của ngươi, đã có vật kia kéo dài tánh mạng, sự tình tuổi thọ có lẽ không có vấn đề gì rồi. Chỉ là, tại sao ngươi lại lạc đường chứ? Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên khẽ lắc đầu nói. Không có gì, tới, đánh cờ, đánh xong, nếu như ngươi còn muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết u ám xâm lâm ở nơi nào. Thật! Dương Diệp nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trung niên cười nói. Tốt, chúng ta đánh cờ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy quân cờ xuống, quân này rơi xuống, trung niên lập tức chết 5 con, nhưng trung niên lại lắc đầu, tiếp theo hắn cầm lấy một quân trắng rơi vào bàn cờ, nước này rơi xuống, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Bởi vì cờ của hắn tổn thất 15 con. Lúc này, trung niên nói. Từ thủ pháp đánh cờ của ngươi đến xem. Ngươi nhất định là một người bất kể hậu quả, tuy như vậy có thể cho ngươi nhất thời hả giận, nhưng sau hả giận hậu quả thường thường là ngươi không cách nào gánh chịu. Trẻ tuổi khinh cuồng, không có gì sai, nhưng nhất định phải có một chừng mực, cũng phải học nhượng bộ, lúc nào nên nhẫn, lúc nào nên chịu thua. Có thể tiến, có thể lui, có thể nhịn, đây là trung dung chi đạo. Dương Diệp cười cười nói. Tiền bối, hiện tại ta và ngươi hai quân giao chiến, hiện tại ta lui một bước. Nhẫn thoáng một phát, đổi lấy là gì? Tiền bối sẽ hạ thủ lưu tình. Không, tiền bối sẽ không, tiền bối sẽ thừa cơ hội này chém tận giết tuyệt. Điểm ấy, tiền bối không phủ nhận chứ? Trung niên không nói gì. Lúc này Dương Diệp lại nói. Nhiều khi, lui, nhẫn, đổi lấy là đối thủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ khi ta cùng tiền bối bắt đầu đánh cờ, ta biết, tiền bối ở trên bàn cờ sẽ không hạ thủ lưu tình với ta, mà ta càng minh bạch. Dùng kỳ đạo của ta, căn bản không phải đối thủ của tiền bối, lúc này, tiền bối ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Nói đến đây, Dương Diệp cười cười nói. Ta lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, ngươi muốn giết ta, dù ta đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Nói xong, Dương Diệp lại cầm một quân cờ hạ xuống, quân cờ rơi xuống, trung niên lại tổn thất 3 quân cờ. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không có nói chuyện. Quân cờ hạ xuống, Dương Diệp lại tổn thất hơn 10 quân cờ. Nhưng Dương Diệp không quan tâm, tiếp tục hạ. Cờ như nhân sinh, rơi không hối hận. Dương Diệp biết rõ, dùng tính cách của mình, rất dễ dàng gặp rắc rối, lại càng dễ mang đến tai nạn cho mình. Nhưng hắn càng minh bạch, ở thế giới này, người không hung ác, đứng không vững. Rất nhiều người đều có một tật xấu, chính là ưa thích bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Cho nên đừng làm kẻ yếu. Lại càng không nên đi nhường nhịn, bởi vì cái kia sẽ chỉ làm ngươi sống càng biệt khuất. Không phục liền đánh, đánh đến phục mới thôi. Đây chính là thái độ nhân sinh của Dương Diệp hắn. Trong tràng, hai người không ngừng hạ cờ, thời gian dần trôi qua, quân cờ của Dương Diệp càng ngày càng ít. Ước chừng qua 15 phút, Dương Diệp giơ lên quân cờ đã hạ không nổi nữa. Bởi vì trên bàn cờ, đã hoàn toàn bị quân trắng chiếm cứ. Lúc này trung niên nói. Ngươi thua. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cái bàn cờ này, ta xác thực thua. Lúc này, trung niên đột nhiên nhìn Dương Diệp. Đây không phải tổng thể, đây là nhân sinh của ngươi, ngươi thua cuộc đời của mình. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn trung niên. Cuộc đời của ta. Trung niên nhẹ gật đầu. Cuộc đời của ngươi. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Bàn cờ ở trước mặt hắn ầm ầm vỡ vụn. Kiếm vào vỏ. Dương Diệp nhìn trung niên kia. Hiện tại thì sao? Tục ngữ nói, nhân sinh như bàn cờ như nhân sinh. Nhưng một người khi còn sống, làm sao có thể dùng một bàn cờ đến thuyết minh? Dương Diệp minh bạch ý tứ của trung niên này. Đối phương đã có sát tâm với hắn. Mà cái sát tâm này, là ở sau khi hắn thua cờ mới xuất hiện. Hắn không biết vì cái gì đối phương có sát tâm với hắn, nhưng hắn rất xác định. Khẳng định có quan hệ với bàn cờ này. Ngươi đã muốn dùng bàn cờ nói sự tình, ta sẽ phá hủy bàn cờ. Trong tràng, trung niên không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp, hắn không nói gì, cũng không có động thủ, cứ nhìn như vậy. Dương Diệp nói, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối, ngươi tính sai rồi. Ta tính sai.
trung niên khẽ nở nụ cười. Không nghĩ tới, kỳ thánh ta rõ ràng bị một hậu bối nói tính sai, thú vị, nói ta nghe một chút. Kỳ thánh, Dương Diệp nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nói. Tiền bối, theo ý của ngươi, nhân sinh tựa như bàn cờ, đúng không? Trung niên khẽ lắc đầu. Bàn cờ, so với người càng phức tạp. Có phức tạp hơn nhân tâm không? Dương Diệp hỏi. Trung niên sửng sốt. Dương Diệp lại nói. Tiền bối, người được xưng kỳ thánh, có lẽ kỳ đạo của ngươi đã đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao. Thế nhưng trong mắt của ta, ngươi tính sai rồi. Bởi vì ở trong lòng ngươi, quân cờ là thứ nhất, con người thứ hai, tựa như vừa rồi ngươi nói, ngươi cảm thấy quân cờ còn phức tạp hơn nhân tâm. Thế nhưng thử hỏi, trên thế giới này, có đồ vật gì có thể phức tạp hơn nhân tâm? Trung niên trầm mặc, bởi vì hắn không cách nào phản bác Dương Diệp, nhân tâm, là phức tạp nhất trên thế giới, dễ biến đổi nhất, khó quan sát nhất. Dương Diệp lại nói, trên đời truyền lưu ba loại cảnh giới, xem núi là núi, xem núi không phải núi, xem núi giống như núi. Điều này đại biểu ba loại tâm tình, người có thể hiểu thấu đáo ba loại cảnh giới, khẳng định không phải dong nhân. Tiền bối, người cảm thấy ta đến loại cảnh giới nào? Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Xin lắng tai nghe. Dương Diệp cười cười nói. Ta loại cảnh giới nào cũng không có đến. Ta muốn hỏi tiền bối một chút, tại sao chúng ta phải nhìn núi chứ? Dương Diệp chỉ ngực mình. Trên thế giới, phức tạp nhất không phải núi gì, lại càng không là quân cờ, mà là chúng ta, là tâm của chúng ta. Cái tâm này, nó không chỉ lừa gạt người khác, có khi càng sẽ lừa gạt chính chúng ta. Dùng trái tim ngay cả mình cũng lừa gạt đi đối đãi sự vật, người được sẽ là cái gì? Trung niên trầm mặc, tay Dương Diệp khẽ động, một bàn cờ năng lượng xuất hiện ở trước mặt hắn cùng với trung niên, Dương Diệp nhìn bàn cờ kia cười cười nói. Tiền bối, người nói bàn cờ này là nhân sinh của ta, nhưng trong mắt ta, nó kỳ thật là một bàn cờ. Ta biết rõ, theo ý của ngươi, nó không đơn thuần là một bàn cờ, khẳng định còn bao hàm triết lý nhân sinh nào đó. Nhưng trong mắt của ta, nó là một bàn cờ. Nói xong, hắn vung tay lên, bàn cờ năng lượng biến mất. Ngươi xem, bàn cờ không còn, nhưng chúng ta vẫn còn. Ngươi còn, quân cờ có được khả năng vô hạn, nhưng nếu như ngươi mất. Nó là một bàn cờ bình thường, quân cờ, bởi vì ngươi mà bất phàm, mà không phải ngươi bởi vì quân cờ mà bất phàm. Tựa như kiếm trong tay ta và kiếm đạo của ta, sở dĩ chúng bất phàm, là vì Dương Diệp ta. Tiền bối. Muốn rõ thế giới, muốn rõ vạn vật, trước phải rõ mình xem không rõ mình, còn nhìn thế giới, đây là chuyện cười. Cái gì là kiếm? Những lời này, Dương Diệp để tay lên ngực tự hỏi qua rất nhiều lần, nhưng đáp án đều là giống nhau. Kiếm, ở trong mắt hắn xem ra, là vũ khí, là dùng giết người, đơn giản như vậy. Có lẽ kiếm người khác không phải như thế, kiếm người khác, khả năng bao hàm cảnh giới, triết lý nhân sinh, đại đạo nào đó. Nhưng hắn không có, ở trong mắt hắn xem ra, kiếm, là vũ khí. Hắn là dạng người gì, kiếm của hắn chính là dạng kiếm ấy, mà không phải bởi vì có dạng kiếm ấy, hắn mới đi làm người như vậy. Kiếm, bởi vì người mà bất phàm, người bởi vì kiếm mà bất phàm, đó là bị kiếm nô dịch, tựa như trung niên lúc trước, ở trong lòng đối phương, quân cờ đã vượt qua người rồi. Đơn giản mà nói, đối phương đã bị quân cờ nô dịch. Trong tràng. Hai mắt trung niên chậm rãi đóng lại, trầm mặc. Dương Diệp cũng trầm mặc. Hắn không biết thực lực của đối phương, nhưng nhất định rất mạnh, cho nên đối phương không ra tay, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu như có thể mà nói, mọi người hảo hảo câu thông, người trước mắt này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện. Đã qua hồi lâu, trung niên chậm rãi mở mắt, khóe miệng hắn nổi lên tự giễu. Khó trách kiếm, bởi vì người mà bất phàm, cờ cũng như thế. Khó trách đến nay ta vẫn không có đạt tới kỳ tâm thông minh trong truyền thuyết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Những năm gần đây, ta đều nghiên cứu kỳ đạo, nhưng lại không có nghiên cứu qua mình, như lời ngươi nói, ta xác thực sai rồi. Ngươi mới là căn bản. Tiền bối có thể hiểu ra, đó là tốt nhất. Dương Diệp cười nói. Chỉ có thể coi là mở tư duy cho ta. Trung niên mỉm cười. Kỳ đạo không có phức tạp như nhân tâm. Nhưng cũng bác đại tinh thâm, không đơn thuần một cái hiểu ra là có thể nâng cao một bước. Bất quá, nếu như không có lần hiểu ra này, ta khả năng cả đời dừng bước ở đây. Nói tóm lại,
đa tạ ngươi. Tiền bối đừng giết ta là tốt rồi. Dương Diệp cười nói. Hắn cũng không quên, vừa rồi trung niên này có sát tâm với hắn. Ta không phải người vong ân phụ nghĩa. Trung niên khẽ lắc đầu. Bất quá, hôm nay người gặp được ta, coi như là vận may của ngươi, đương nhiên, cũng coi như là vận may của ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nghiêm mặt nói. Lòng của ngươi, là tấm lòng son, không có ngoại vật mê hoặc, loại tâm này, ngày sau người tiền đồ vô lượng. Dương Diệp cười khổ. Tiền bối quá khen, chỉ là người cũng thấy đấy, hiện tại ta chỉ còn lại hơn 2 tháng thời gian có thể sống, về sau có hay không còn là một vấn đề. U ám xâm lâm. Trung niên cười nói. Ngươi là nhắc ta cho ngươi biết làm sao đi u ám xâm lâm a? Dương Diệp nhìn trung niên ôm quyền nói. Mong tiền bối cáo chi. Trung niên có chút trầm ngâm, sau đó nói. Tiếp tục đi vào trong, ngươi sẽ đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua sau lưng trung niên, sau đó nói. Đi vào bên trong, có nguy hiểm hay không? Có. Trung niên nhẹ gật đầu. Rất nguy hiểm, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Bất quá cũng có khả năng có rất nhiều chỗ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối cáo chi. Tiền bối, vãn bối còn có chuyện, chúng ta sau này còn gặp lại. Trung niên cười cười nói. Hy vọng có thể chứng kiến ngươi đi ra, lời nói thiệt tình. Dương Diệp cười cười. Ta cũng hy vọng có thể sống trở về, cáo từ. Nói xong, hắn không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ở cách đó không xa. Trung niên nhìn Dương Diệp biến mất hồi lâu, sau đó lắc đầu. Thoáng qua Hoàng Tuyền Hà, từ nay về sau âm dương cách. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ta không cách nào cứu ngươi, là chết hay sống, xem tạo hóa của ngươi. Nói xong, thân hình hắn khẽ run lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mà sau khi hắn biến mất, tràng cảnh vậy mà biến ảo, thời gian dần trôi qua, tràng cảnh nguyên bản vậy mà biến thành một tràng cảnh khác, cùng nguyên lai hoàn toàn không giống. Nếu như Dương Diệp lần nữa về tới đây, hắn khẳng định nhận không ra, cũng ra không được, bởi vì nơi này không có đường rồi. Sau khi cáo biệt trung niên, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Kỳ thật hắn cảm giác có chút không đúng. Về phần lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được, dù sao là cảm giác là lạ. Nhưng không có biện pháp, hắn vẫn phải tiếp tục đi tới. Trở về, sinh mệnh chi thủy làm sao bây giờ? Hơn nữa nếu trở về đụng phải cự nhân. Không có lựa chọn. Tiếp tục đi, đi đến cuối cùng mới thôi. Dù sao ở hung vực, người cùng yêu kỳ lạ cổ quái hắn đều gặp rồi. Lại gặp một ít cũng không có gì lớn. Hơn nữa, hiện tại ở trên người hắn có nhiều yêu thú như vậy, chỉ cần không gặp được loại biến thái giống như cự nhân, hắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Trên đường đi, Dương Diệp cũng không có gặp nguy hiểm gì, bất quá hắn không dám khinh thường. Ở chỗ này, chủ quan, thật sự sẽ chết. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nao nao, hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên lại đột nhiên chạy đến, lập tức hỏi. Ngươi ra làm cái gì? Tiểu Thiên không có trả lời, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Ở đây, rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Dương Diệp nhíu mày. Trước kia ngươi đã tới đây. Tiểu Thiên nhíu mày nghĩ một lát, sau đó nói. Hình như đã tới, nhưng giống như cũng không phải, dù sao nhớ không được. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ở đây giống như có chút nguy hiểm, chính ngươi cẩn thận một ít, hì hì, ta muốn đi chơi rồi. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp nói chuyện, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp. Một lát sau, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, lúc này Tiểu Thiên đã không biết chạy đi nơi nào. Tuy hắn có thể lập tức tìm được đối phương, nhưng hắn không có đi quấy rầy. Hắn biết rõ, đối phương nhất định là thật sự không nhớ rõ mình có tới chỗ này rồi hay không. Chỉ là để cho hắn có chút nghi hoặc là, trước kia Tiểu Thiên không phải đang ngủ ư. Sao sẽ đến đây? Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, tiếp tục đi tới. Mặc kệ Tiểu Thiên đến chưa, với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Về phần đối phương nói nguy hiểm, hắn cũng không để ở trong lòng. Từ khi tiến vào hung vực là hắn biết, ở đây rất nguy hiểm. Mà hắn thì chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác qua. Ước chừng đi không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn là một ngọn núi, núi không cao lắm, hơn 1000 trượng.
mà núi này hình như là bị người dùng kiếm bổ ra, có một khe hở dài ước chừng hơn một trượng, cũng bởi vì khe hở này, làm cho ngọn núi nhìn giống như là hai tòa. Dương Diệp nhìn kỹ khe hở, đây không phải giống như, mà thật bị người dùng kiếm đánh xuống, biên giới khe hở bóng loáng như gương, chỉnh tề như một. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp rơi vào núi bên trái, ở trong đó có một hàng chữ. Vô địch, tịch mịch nhất, Tiêu Giao Tử đến đây dạo chơi. Tiêu Giao Tử. Dương Diệp sững sờ, gia hỏa này đã tới. Hắn nhìn kỹ hàng chữ, đúng vậy, đây đúng là chữ của Tiêu Giao Tử, vẫn phóng đãng, bá đạo, kiêu ngạo như vậy. Vô địch, tịch mịch nhất. Cái này là hung hăng càn quấy bực nào a? Bất quá người ta xác thực có tiền vốn hung hăng càn quấy. Tuy hắn không chính thức gặp qua đối phương, nhưng ở đâu cũng lưu truyền truyền thuyết của người ta a. Chuẩn xác mà nói, là địa phương có nguy hiểm, có cường giả, thì tuyệt đối có thể chứng kiến thân ảnh của đối phương. Tiêu Giao Tử và hắn đến từ một chỗ, cùng hắn còn có chút sâu xa, đều là kiếm tu, bất quá kiếm đạo của đối phương cùng kiếm đạo của hắn hoàn toàn bất đồng. Đối phương truy cầu kiếm đạo cực hạn, trong nội tâm chỉ có kiếm, hết thảy có thể bỏ xuống, nhìn xem kiếm tông thì biết. Kiếm tông là đối phương một tay sáng tạo, nhưng đối phương trực tiếp buông tay mặc kệ, sau đó chạy loạn khắp nơi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, kiếm tông ai có thể có đi theo bước chân của Tiêu Giao Tử. Nếu như Tiêu Giao Tử muốn xen vào kiếm tông, vậy thì ý nghĩa trong lòng của hắn có nhớ mong, có trói buộc, không thể làm đến trong nội tâm duy kiếm. Tiêu Giao Tử khẳng định không thích loại này, cho nên hắn bỏ xuống kiếm tông, theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Ngoại trừ kiếm, không có gì có thể làm cho Tiêu Giao Tử hắn nhớ mong. Đương nhiên, cái này không có nghĩa Tiêu Giao Tử là một người vô tình. Người đều có truy cầu, hắn theo đuổi mục tiêu trong lòng mình, điểm này không có sai. Về phần kiếm tông, mỗi người đều có nhân sinh của mình, Tiêu Giao Tử không có khả năng chiếu cố kiếm tông cả đời. Đường của kiếm tông, của đệ tử kiếm tông, vẫn phải do chính bọn hắn đi. Cho tới bây giờ, Dương Diệp bái kiến hai kiếm tu cường đại, một cái là kiếm vô cực, còn có một là Tiêu Giao Tử, không đúng, hẳn là ba, bất quá cái cuối cùng. Hắn chưa từng gặp qua, chính là kiếm tu sáng tạo ra nhất kiếm luân hồi. Kiếm đạo của bọn hắn đều bất đồng. Kiếm đạo của kiếm vô cực, có thể nói là nhân đạo, kiếm giả, nhân giả. Cuối cùng, hắn xả thân cầu đạo, cầu nhân được nhân. Loại kiếm tu này, là được người tôn kính. Mà kiếm đạo của Tiêu Giao Tử thì không giống kiếm vô cực. Tiêu Giao Tử truy cầu kiếm đạo cực hạn, trong nội tâm duy kiếm, ngoại trừ kiếm, hắn cái gì cũng có thể bỏ qua. Bởi vậy lòng của hắn, là không có bất kỳ trói buộc, bởi vì tâm không có bất kỳ trói buộc, cho nên kiếm của hắn là thuần túy nhất, cũng chính bởi vì như vậy, kiếm đạo của hắn cực kỳ khủng bố. Loại kiếm tu này, đều bị người kiêng kỵ. Mà kiếm tu sáng tạo nhất kiếm luân hồi, Dương Diệp không quen thuộc đối phương, nhưng từ đối phương tiêu tốn ngàn năm thời gian sáng tạo ra một kiếm nghịch thiên có thể thấy được, kiếm đạo của đối phương giống như Dương Diệp hắn, là có chút cực đoan, phải nói còn cực đoan hơn Dương Diệp hắn. Đối phương hoàn toàn không giống Tiêu Giao Tử, phải nói là trái lại, bởi vì trong lòng đối phương có chấp niệm, bởi vậy đối phương mới có thể sáng tạo một kiếm khủng bố như thế. Khi một người đối với một sự kiện cố chấp tới trình độ nhất định, cái kia là cực kỳ khủng bố. Loại kiếm tu này, người người sợ hãi. Tiêu tốn hơn 1.000 năm sáng tạo ra một kiếm, chính là vì giết ngươi, ai không sợ. Về phần kiếm đạo của Dương Diệp hắn, kiếm đạo của hắn kỳ thật thuộc về kiếm đi nhập đề. Hắn không truy cầu kiếm đạo cực hạn, cũng không cầu nhân được nhân, càng sẽ không vì báo thù mà ẩn nhẫn ngàn năm. Bản thân. Kiếm đạo của hắn là bản thân, dùng mình làm trung tâm, kiếm. Chỉ là vũ khí trong tay hắn, phục vụ cho hắn. Có ít người sẽ cảm thấy, đây là không tôn trọng kiếm. Thế nhưng ở Dương Diệp hắn xem ra, kiếm là vũ khí giết người. Có người nói là thủ hộ, cái này cũng đúng, Dương Diệp hắn cầm kiếm. Là vì thủ hộ thân nhân, nhưng thủ hộ thân nhân ý nghĩa là gì? Ý nghĩa người phải giết người. Thiên hạ kiếm tu ngàn vạn, kiếm đạo ngàn vạn, kiếm tu nào không giết người? Bất kể là thủ hộ hay gì khác, bản chất là phải giết người. Chỉ có điều, Dương Diệp hắn làm quá rõ ràng. Trong tràng, nhìn hàng chữ kia hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu cười cười, kỳ thật nếu như bốn người bọn họ có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo tâm đắc. Mọi người khẳng định đều sẽ tăng lên rất nhiều, đặc biệt là hắn, bởi vì hắn yếu nhất. Mặc dù mọi người đều có kiếm đạo của mình,
nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đi học tập sở trường của người khác. Đáng tiếc, ý nghĩ này vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Nhìn ngọn núi kia hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cự nhân. Cái cự nhân kia sẽ không phải trước kia đụng qua Tiêu Giao Tử, sau đó bị Tiêu Giao Tử sửa chữa chứ. Trong nội tâm Dương Diệp nghĩ như vậy, nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy có khả năng. Bởi vì cự nhân kia không ngừng nhớ kiếm, đối phương khẳng định là có chấp niệm với kiếm, mà từ đối phương nhìn thấy hắn là kiếm tu liền không chết không ngớt có thể thấy được, đối phương nhất định là có ân oán với kiếm. Có lẽ có kiếm tu khác đi vào, nhưng có năng lực sửa chữa tên kia, đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Giao Tử. Nếu thật như vậy, vậy hắn quá xui xẻo rồi. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Dương Diệp xuyên qua ngọn núi kia, vừa xuyên qua núi, Dương Diệp ngừng lại, cách đó không xa có một gian nhà tranh, ở bên cạnh nhà tranh, đang đứng một nữ tử mặc tố bào. Nữ tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi, bộ dáng thiếu phụ, tuy mặc tố bào tương đối mộc mạc, nhưng nhìn ôn nhu im lặng, như danh môn khuê tú. Mà lúc này, nữ tử đứng ở nơi đó, sau đó không hề chớp mắt nhìn hắn. Kỳ thật Dương Diệp vẫn tính tương đối chấn định, bởi vì hắn đã chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp do dự, sau đó chuẩn bị đi đến, nhưng đúng lúc này, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không hề dấu hiệu xuất hiện. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, bởi vì đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, một điểm báo hiệu cũng không có, cho dù là một tia huyền khí chấn động cũng không có, cứ như vậy lăng không xuất hiện. Trước mặt hắn, thực lực thật khủng khiếp. Phải biết, trước kia tuy tốc độ của nữ tử mặt nạ cực nhanh, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được, hơn nữa hắn còn có thể chứng kiến quỹ tích của đối phương. Nhưng nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt hắn không kịp phản ứng. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó huyền khí trong cơ thể âm thầm chuyển động. Mà đúng lúc này, tay nữ tử đột nhiên đặt ở trên gương mặt của hắn, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, hắn không phải không muốn trốn tránh. Mà tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng, tay của đối phương đã đặt ở trên gương mặt của hắn. Hắn phục hồi tinh thần lại, định thối lui, nhưng lúc này tay kia của nữ tử đột nhiên đặt ở trên vai trái hắn. Trong chốc lát, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp lập tức yên lặng xuống. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác trên người mình đè ép một tòa đại sơn, không có cách nào nhúc nhích. Trong nội tâm Dương Diệp hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, hắn thúc giục vòng xoáy nhỏ xoay tròn, huyền khí trong cơ thể hắn lập tức chuyển động, tiếp theo sát ý cùng kiếm ý tuôn ra, bất quá sát ý cùng kiếm ý vừa tuôn ra cơ thể, lại bị một cổ lực lượng thần bí đè trở về. Mà hắn cũng mượn cái này thối lui đến hơn trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, nàng kia đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó giống như trước, tay nữ tử lại đặt ở trên mặt hắn, mà tay kia thì đặt ở trên vai của hắn, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Dương Diệp. Tay nữ tử chậm rãi vuốt ve đôi má Dương Diệp, trong mắt nàng tràn đầy nhu tình. Phu quân ngươi rốt cục trở về rồi. Đi, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Nói xong, nàng rước chặt tay Dương Diệp đi trở về. Phu quân, về nhà. Dương Diệp có chút mộng bức, lúc này hắn xác thực mộng bức, hắn có thể thề với trời, hắn cùng nữ nhân này tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Mà nữ nhân trước mắt này vừa gặp mặt đã kêu hắn phu quân. Cái này là Diễm Phúc trong truyền thuyết bay tới sao? Dương Diệp đương nhiên sẽ không tin tưởng Diễm Phúc gì, ở địa phương khác có thể sẽ có, nhưng ở chỗ này, Diễm Phúc. Muốn Diễm Phúc, muốn chết còn không sai biệt lắm. Bởi vậy, Dương Diệp đang muốn mở miệng giải thích, nhưng đúng lúc này, nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cũng nhìn về phía nữ tử, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Bởi vì trước kia ánh mắt nữ tử nhu tình đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành lạnh, lạnh như băng, giống như một khối hàn băng đông lạnh vạn năm. Nhìn để cho người không rét mà run. Ngươi là ai? Nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ta là phu. Bất ngờ không đề phòng, Dương Diệp thiếu chút nữa bật thốt lên nói ta là phu quân ngươi, cũng may hắn kịp thời thu miệng lại, hắn nghĩ nghĩ, sau đó muốn giải thích thoáng một phát, nhưng lúc này... Nữ tử lại đột nhiên nhìn về phía tay mình, nhìn thấy tay của mình giữ chặt tay Dương Diệp, thần sắc nữ tử càng lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Vì cái gì ta kéo tay của ngươi? Nữ nhân này làm cái gì đó? Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Ngươi, chính ngươi kéo, ta làm sao biết? Làm càn,
Nữ tử đột nhiên gầm lên, sau đó tay phải vung mạnh, một cỗ lực lượng trực tiếp truyền đến trên người Dương Diệp. Dương Diệp còn không có kịp phản ứng, liền bay rất ra ngoài, cuối cùng đâm vào đại sơn xa xa mới dừng lại. Mà đại sơn cũng bị Dương Diệp đụng run lên kịch liệt. Dương Diệp đâm vào đại sơn, sau đó trượt xuống, bất quá rất nhanh, hắn ngừng lại, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng mang theo máu tươi, đầu có chút mê muội. Nhưng đúng lúc này, nàng kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp đại biến, tay phải vung lên, trực tiếp kêu Đại Hắc và Tiểu Hắc lên. Sau khi Đại Hắc và Tiểu Hắc xuất hiện, trực tiếp nhào về phía nàng kia. Nhưng nàng kia đối mặt Đại Hắc và Tiểu Hắc, lại không sợ chút nào, thời điểm Đại Hắc và Tiểu Hắc đi tới trước mặt, nữ tử đưa tay đánh ra. Bành bành! Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, Đại Hắc và Tiểu Hắc bay ngược ra ngoài, sau đó oanh lên đại sơn. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc, cái này có phải mạnh không hợp thói thường hay không? Đừng nói Dương Diệp, lúc này ngay cả Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng có chút mộng. Hiển nhiên, chúng cũng không nghĩ tới mình sẽ bị người một tát đập bay. Thật sự chỉ là một tát a. Sau khi nữ tử này một tát đập bay Đại Hắc và Tiểu Hắc, nàng nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp lập tức nheo mắt, sau đó tay phải vung lên, kêu Viễn Cổ Đế Mãng, Tiểu Ngưu cùng với Tiểu Điêu lên. Nữ nhân này tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, thực lực của đối phương khả năng còn mạnh hơn cùng kỳ. Phải quần ẩu. Khi nhìn thấy cô gái này, bất kể là Tiểu Điêu, Tiểu Ngưu hay Đế Mãng, trong mắt đều vô cùng ngưng trọng. Chúng không biết nữ nhân này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn kết cục của Đại Hắc và Tiểu Hắc sẽ biết. Khi thấy đám thú Viễn Cổ Đế Mãng, nữ tử nhíu mày. Sinh vật bên ngoài. Sinh vật bên ngoài. Dương Diệp nhíu mày, hắn đang muốn hỏi, mà lúc này, nàng kia lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lương Diệp đại biến. Cẩn thận. Dương Diệp quát, Tiểu Điêu trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà trong chàng thực lực Đế Mãng mạnh nhất thì ở thời điểm nữ tử biến mất, đuôi rắc trực tiếp quét về phía nữ tử. Đuôi rắn vung vẩy, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh rung động. Có thể làm cho không gian ở đây phát sinh ba động, cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết, một đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật của Dương Diệp hắn, cũng không thể dung chuyển không gian ở đây. Sau khi nữ tử kia đánh bay Tiểu Điêu, nàng không tránh không né, trực tiếp vươn bàn tay như ngọc trắng ra, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, vỗ vào đuôi rắn của Đế Mãng. Tay của nữ tử so sánh với đuôi rắn của Đế Mãng, thật sự là có chút buồn cười. Nữ tử dùng tay đi ngăn đuôi rắn cản Đế Mãng, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Dương Diệp kinh hãi đến rơi xuống. Bởi vì đuôi rắn của Đế Mãng lại bị nữ tử chặn. Thời điểm đuôi rắn của Đế Mãng quét lên bàn tay của nữ tử, hắn lập tức ngừng lại, nhưng nữ tử lại không chút sức mẻ. Thật khủng khiếp. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp lúc này. Sau khi nữ tử ngăn trở Đế Mãng, bàn tay đột nhiên dùng sức, năm ngón tay dễ dàng phá vỡ lân phiến ở đuôi rắn, tiếp theo nàng nắm lấy lân phiến mạnh mẽ dùng sức. Lân phiến không có vỡ, càng không có rơi xuống, nhưng thân thể cao lớn của Đế Mãng lại động. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, nữ tử một tay cầm cái đuôi của Đế Mãng, sau đó mạnh mẽ hất lên, vung thân thể khổng lồ của Đế Mãng lên đại sơn cách đó không xa. Toàn bộ đại sơn run lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời, còn có rất nhiều cự thạch từ trên đỉnh núi lăn xuống. Nhưng đại sơn lại không sụp đổ, y nguyên sừng sững đứng thẳng. Dương Diệp đương nhiên không có tâm tư đi quản đại sơn sập hay không sập, lúc này hắn đã hoàn toàn bị nữ nhân trước mắt chấn kinh. Không phải khiếp sợ, là rung động, thực lực của nữ nhân này, quá kinh khủng. Nàng nhìn về phía Tiểu Ngưu còn chưa kịp phản ứng, nàng kia liền xuất hiện ở trước mặt nó, sau đó. Tiểu Ngưu giống như Đế Mãng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau đó đâm vào đại sơn ở sau lưng Dương Diệp. Không đến mười mấy tức, Dương Diệp kêu ra yêu thú, toàn bộ bị đập bay. Thảm bại a! Lúc này nữ tử nhìn về phía Dương Diệp nheo mắt, đang muốn nói chuyện, nhưng sau một khắc, nữ tử lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co lại, cơ hồ bản năng rút kiếm chém. Một tiếng kiếm minh phóng lên trời, tiếng kiếm minh vang lên, không gian chung quanh Dương Diệp bị kiếm minh chấn nổi lên từng đợt rung động. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp ra. Đối mặt cô gái này, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật bình thường căn bản không có tác dụng,
bởi vậy Dương Diệp quyết đoán thi triển ra hai đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp ra. Nhưng đối mặt một kiếm khủng bố như vậy của Dương Diệp, nữ tử vẫn dùng tay ngăn cản. Kiếm bổ vào trên tay nữ tử, trong tràng lập tức vang lên tiếng nổ lớn, không gian chung quanh Dương Diệp và nữ tử run lên kịch liệt, sau đó nữ tử lui 10 trượng, nhưng Dương Diệp thảm hại hơn, hắn bị chấn lui gần 200 trượng. Xa xa, nữ tử cúi đầu nhìn tay của mình, lòng bàn tay có một vết máu. Nhìn vết máu mấy tức, nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Kiếm tu, hai loại ý cảnh, kiếm siêu việt phẩm giai, khó trách có thể phá vỡ âm dương chi lực của ta. Âm dương chi lực. Nghe vậy, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nữ tử. Ngươi là cường giả âm dương cảnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử hỏi lại. Đây là thừa nhận. Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì nữ nhân này khủng bố như vậy. Đối phương là cường giả siêu việt thần giả. Khó trách ngay cả đế mãng cũng bị đập bay. Cường giả âm dương cảnh A. Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn nữ tử nói. Vì cái gì, trong hung vực không phải không thể có âm dương cảnh ư? Vì cái gì ngươi là cường giả âm dương cảnh? Ngươi là từ bên ngoài đến? Nữ tử hỏi lại. Dương Diệp cho rằng đối phương chỉ chính là bên ngoài hung vực, lập tức nhẹ gật đầu nói. Xác thực là từ bên ngoài đến. Nữ tử đánh giá Dương Diệp. Yếu như vậy, dám tới nơi này, là đi tìm cái chết sao? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì so với cô gái này, hắn xác thực rất yếu. Lúc này, nữ tử lắc đầu. Không cần biết ngươi là ai, dám khinh bạc ta, đều phải chết. Đợi một tí. Thấy nữ tử muốn động thủ, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Xin nhờ, ngươi nên tinh tường, vừa rồi là chính ngươi kéo ta không có ý nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Ta kéo ngươi. Nữ tử cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta sẽ đi nắm tay ngươi. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ. Ngươi sao có thể như vậy? Nhưng nữ tử lại không có để ý hắn, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm nữ tử biến mất, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, sát ý cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh từ trong cơ thể tuôn ra. Thời điểm kiếm ý cùng sát ý tuôn ra, hai loại ý cảnh nhanh chóng co rút lại, sau đó mạnh mẽ bộc phát ra. Hai loại ý cảnh giới hạn. Một chiêu này coi như là át chủ bài của Dương Diệp, hai loại ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh giới hạn, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Ý cảnh giới hạn, một cổ lực lượng kinh khủng lan ra, cái này làm cho nữ tử đã đi tới trước mặt Dương Diệp bị chấn ngừng lại. Bất quá nữ tử cũng không để ý, như trước kia, bàn tay nàng vỗ về phía trước. Ý cảnh giới hạn của Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành năng lượng cuồng bạo bắn tung tóe. Thoáng qua, tay phải nữ tử nhẹ nhàng xoay chuyển, những năng lượng kia lập tức hóa thành hư vô, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Cũng may đúng lúc này, Đại Hắc và Tiểu Hắc còn có đế mãng lao đến. Dương Diệp tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. 6-1. Nhưng bất kể là Đại Hắc hay Tiểu Hắc, Tiểu Ngưu cùng Tiểu Điêu cũng không có thể gánh được công kích của nàng. Cũng chỉ có đế mãng hơi đỡ một ít, có thể gánh hai chiêu. Giờ khắc này, Dương Diệp mới hiểu được cường giả âm dương cảnh khủng bố cỡ nào, loại cường giả cấp bậc này, căn bản không phải thần giả cảnh có thể chống lại càng không phải hắn có thể chống lại. Bởi vì coi như là hai đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp ra, y nguyên không cách nào tạo thành uy hiếp thực chất cho nữ nhân này. Vô lực. 6-1, y nguyên vô lực. Sau khi Tiểu Điêu bay ra ngoài, Tiểu Ngưu cũng theo sát bay đi, bất quá cũng may, chúng da dày thịt béo, chỉ bị chấn thương, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Dương Diệp cũng có chút không tốt, tuy thân thể của hắn rất mạnh, nhưng so về đám thú Tiểu Hắc vẫn còn có chút chênh lệch, bởi vậy mỗi lần đều bị chấn thổ huyết. Bất quá cũng may, tuy hắn không có nhục thể như đám thú Đại Hắc, nhưng năng lực chữa trị của hắn lại mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Sau khi bị nữ tử liên tục đánh bay, đế mãng đã động chân hỏa, nó gầm lên giận dữ, thân thể xoay tròn, sau đó bay thẳng về phía nàng kia. Bởi vì hình thể của đế mãng, nó đụng qua nữ tử, giống như một tòa đại sơn đánh tới, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nữ tử mặt không đổi sắc, tay phải tìm tòi về phía trước, trong chốc lát, thiên địa chung quanh phảng phất như có đồ vật gì đó bị nàng rút ra, toàn bộ thiên địa hư ảo thoáng một phát. Tiếp theo thân hình nàng khẽ động,
bắn mạnh về phía Đế Mãng. Đế Mãng kêu rên, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đâm vào Đại Sơn, làm cho Đại Sơn run lên kịch liệt, mà nó thì rơi xuống dưới, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nhập vào trong lòng đất. Dương Diệp nhìn thấy, vừa rồi một kích kia, trực tiếp đánh nát rất nhiều lân phiến trên người nó. Lực lượng thật khủng khiếp. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía nữ tử, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cực kỳ không rõ, không phải nói hạ vị diện không thể có cường giả âm dương cảnh ư. Hơn nữa trước kia cũng chưa bao giờ gặp, vì cái gì địa phương quỷ quái này có cường giả âm dương cảnh. Chẳng lẽ mình đã qua Hoàng Tuyền Hà? Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi hoảng sợ, hắn nhìn về phía nữ tử nói. Cái kia, ta muốn hỏi một câu, cái này, nơi này có phải bên kia Hoàng Tuyền Hà hay không? Hắn càng cảm thấy không bình thường, từ khi gặp được kỳ thánh bắt đầu, hắn cảm giác có chút không đúng. Bởi vậy hắn có chút hoài nghi có phải đã qua Hoàng Tuyền Hà hay không? Bây giờ ngươi mới biết được. Nữ tử hỏi lại. Nghe vậy, biểu lộ của Dương Diệp lập tức cứng ngắc. Hoàng Tuyền Hà. Mình thật sự đã qua Hoàng Tuyền Hà. Yết hầu Dương Diệp lăn lăn, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Mình đã qua Hoàng Tuyền Hà. Làm sao lại qua Hoàng Tuyền Hà? Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì cái gì nữ nhân này khủng bố như vậy rồi. Hoàng Tuyền Hà. Hắn trong lúc vô tình đã qua Hoàng Tuyền Hà, mà bên này Hoàng Tuyền Hà, đối với huyền giả là không có hạn chế, người nơi này, là có thể đạt tới trên thần giả. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì rất nhiều người qua Hoàng Tuyền Hà mà không thể quay về. Thần giả cùng âm dương cảnh có bao nhiêu chênh lệch? Trước kia hắn không biết, hiện tại hắn đã biết, tuy hắn không phải thần giả cảnh, nhưng đám thú Đế Mãng là thần giả cảnh A. Nhưng bọn hắn căn bản không phải đối thủ của nữ nhân này. Nghiền áp, dùng thực lực của đám thú Đế Mãng, ở trước mặt cô gái này, đều bị nữ tử triệt triệt để nghiền áp, cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mà đám thú Đế Mãng, đặc biệt là Đế Mãng, đây chính là tương đương với thần giả cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là loại thần giả cảnh đỉnh phong nhất. Nhưng ở trước mặt cô gái này, nó ngoại trừ bị đánh vẫn là bị đánh. Mà Dương Diệp không cần nói. Luận đơn đả độc đấu, hắn khả năng còn đánh không lại Đế Mãng. Tuy Trảm Thiên Bạt Kiếm xê thuật mạnh, nhưng cũng không cách nào miểu sát Đế Mãng A. Mà đối với nữ nhân kia càng không cần phải nói, căn bản không có uy hiếp gì, hai đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp giác, cũng không quá đáng mở làn da của đối phương mà thôi. Không có cách nào đánh. Cũng đánh không lại. Nếu như còn có thể thúc giục Ngân Hà Kiếm Đồ, có lẽ có thể thử một chút, nhưng vấn đề là, hắn bây giờ có thể thúc giục ư. Ngược lại có thể, nhưng hắn dám sao? Đương nhiên không dám, hiện tại thúc giục Ngân Hà Kiếm Đồ, có lẽ không phải đối phương chết, mà là hắn chết trước. Trong tràng, Dương Diệp cười khổ, không thể không nói, lần này mình thật là muốn chết rồi. Hiện tại, hắn nghĩ tới con sông trước kia, không cần phải nói, cái kia khẳng định là Hoàng Tuyền Hà. Chỉ tiếc lúc ấy hắn bị cự nhân truy có chút phát mộng, căn bản không có suy nghĩ Hoàng Tuyền Hà gì, bởi vậy hắn trực tiếp chạy tới. Hiện lại tốt rồi. Tìm đường chết. Xa xa, nàng kia cũng không có quản Dương Diệp đang suy nghĩ gì. Sau khi đánh bay Đế Mãng, nàng muốn xuất thủ với Dương Diệp, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Đại tỷ, đầu hàng được hay không? Nữ tử nao nao, sau một khắc, thần sắc nàng thậm chí có chút dữ tợn. Người gọi ta đại tỷ, ta rất già ư, ta rất già sao? Dương Diệp. Lúc này nữ tử đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp đại biến, bản năng đâm ra một kiếm, nhưng kiếm của hắn bị hai ngón tay kẹp lấy. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ta rất già sao? Khóe miệng Dương Diệp co rút, nữ nhân này giống như rất để ý vấn đề kia a. Hắn cẩn thận đánh giá đối phương, sau đó chân thành nói. Không già. Một chút cũng không già, cực kỳ trẻ tuổi, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ. Nói không được nữa, không phải nói hắn đang nói trái lương tâm, mà hắn thật sự không biết đi khoa trương nữ nhân như thế nào. Tuy nữ nhân trước mắt này mặc tố bào, nhưng đối phương xác thực rất đẹp, điểm ấy hắn ngược lại không nói dối. Vậy ngươi gọi ta đại tỷ làm gì? Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Đây là tôn xưng. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Đây không phải tôn kính ngươi sao? Ân, cái kia, còn có, ta muốn giải thích một chút, sở dĩ ta tới đây, là vì đi lầm đường. Ta, hiện tại ta đi ngay, không quấy rầy các hạ.
Nói xong hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, nàng kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp. Thật sự là buồn cười, đến đây rồi, còn muốn ra ngoài. Ta không biết vì sao gia hỏa mê cờ kia không giết ngươi, bất quá không sao, ta giết cũng giống như vậy. Nói xong muốn động thủ, nhưng lúc này Dương Diệp lại đột nhiên nói. Vì cái gì ta vừa tiến đến, ngươi nhất định giết ta. Dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Đây là địa phương hắn ngạc nhiên, hắn cùng với nữ nhân này không oán không cừu, nhưng đối phương lại nhất định đưa hắn vào chỗ chết, cái này có chút không bình thường. Bên ngoài vào, đều đáng chết. Nữ tử nói xong, người đã biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, tuy không địch lại đối phương, nhưng hắn sẽ không thúc thủ chịu trói, muốn xuất thủ, nhưng lúc này, tay nàng kia vốn chụp vào hắn đột nhiên đứng ở trên không trung, sau đó nữ tử nhíu mày. Một lát sau, thần sắc nàng dần dần nhu hòa, rất nhanh, nàng lại biến thành bộ dạng lúc đầu Dương Diệp nhìn thấy nàng lúc. Trên mặt không có nửa phần lạnh như băng, trong mắt mang theo tràn đầy nhu tình, hoàn toàn giống như một con gái rượu. Phu quân, nữ tử cực kỳ tự nhiên bắt tay Dương Diệp, cao hứng nói. Ngươi rốt cục trở về rồi. Tố tâm rốt cục đợi đến lúc ngươi trở lại rồi. Nói xong, nàng trực tiếp nhào tới trong ngực Dương Diệp, sau đó ôm Dương Diệp, sợ Dương Diệp biến mất. Dương Diệp đã hoàn toàn sửng sốt, nữ nhân này bị bệnh sao? Lúc này, nữ tử đột nhiên buông lỏng Dương Diệp ra, nàng nắm chặt tay Dương Diệp nói. Phu quân, đi, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa. Đi. Nói xong nàng kéo tay Dương Diệp đi đến nhà tranh. Nữ nhân này có bệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.